thì nó gồm những cơ quan nào? Hệ hô hấp thì nó chia theo chức năng thì nó có hai phần, một là đường dẫn khí, hai là cơ quan trao đổi khí. Thì người ta ví cái hệ hô hấp của mình nó giống như một cái cây nó bị trồng ngược, mà cái gốc cây là từ mũi miệng nè. Thực ra miệng nó không nằm trong hệ hô hấp, nhưng khi anh chị thấy rõ ràng là ngã ba hầu họng này nó thông với nhau, ngã ba hầu họng với nhau tức là mũi miệng và họng nó thông với nhau. Nếu mũi tịt thì anh chị có thể há miệng ra anh chị thở, thì miệng này nó cũng là một cái đường mà đưa khí vào cho đến gì ạ, đến khí quản. Nên là những trường hợp ví dụ chấn thương mũi, dập mũi, người ta phẫu thuật ở mũi thì bệnh nhân phải há miệng ra, bệnh nhân thở. Nhưng mặc dù là miệng nó không khí nó có thể đi qua ở trong cái vào khí quản để cho bệnh nhân đưa không khí vào trong, nhưng miệng nó không nằm trong cơ quan hô hấp này anh chị nhé. Nên khi người ta kể là anh chị hãy kể tên các cơ quan thuộc hệ hô hấp thì đừng kể miệng vào nhé, chỉ là mũi, hầu họng, thực khí quản, ngã ba hầu họng này, khí quản, phế quản, phế quản nhánh cấp 1, cấp 2, cấp 3, phế tiểu phế quản và tiểu phế quản tận cùng, đó là đường dẫn khí. Cơ quan trao đổi khí chỉ có xảy ra chính là tại các phế nang, nó có một phần trao đổi khí tại các tiểu phế quản tận cùng nhưng rất là ít. Nên anh chị nhớ nha, hình này nó rõ hơn này. Bắt đầu từ gốc khí quản này, chia thành phế quản này. Phế quản thì nó có phế quản trái này, phế quản phải này. Gọi cái này gọi là gốc phế quản chính hay còn gọi là phế quản cấp 1. Khi nó phân nhánh ra thì nó gọi là phế quản thùy hay gọi là phế quản cấp 2. Phế quản cấp 3 gọi là phân thùy. Cấp 4 gọi là tiểu phế quản, và cấp 5 tiểu phế quản tận cùng, nó là gần sát phế nang, và cái thứ 6 là phế nang. Và nó chỉ có hiện tượng mà trao đổi khí nó chỉ xảy ra ở hai nơi, một là phế nang, hai là tiểu phế quản tận cùng thôi. Nhưng chính và chủ yếu là tại phế nang, tiểu phế quản tận cùng tham gia rất là ít trong quá trình mà trao đổi khí. Còn tất cả những cái cơ quan nãy giờ mình kể nó chỉ mang cái tính chất là đường dẫn khí thôi, nó không hề trao đổi khí tại đây, nó không hề trao đổi khí tí nào ở đây cả. Vậy thì sẽ có hai cái dẫn đến bệnh nhân khó thở, một là tại cơ quan trao đổi khí, ví dụ toàn bộ hệ thống đường dẫn khí bình thường nhưng phế nang có vấn đề, ví dụ nó phù nề dịch ở phế nang này, nó xuất huyết dịch này, nó vỡ phế nang này, thì lúc này bệnh nhân sẽ khó thở. Lý do thứ nữa này, cái nguyên nhân nữa này là toàn bộ cái phế nang này nó bình thường, tức cái phổi của bệnh nhân bình thường, hàng triệu cái phế nang nó tập hợp nó sẽ tạo thành cái lá phổi anh chị ha. Thì cái phế nang bình thường mà đường dẫn khí đã tắt mất tiêu rồi thì không khí cũng không đến thổi được, thì bệnh nhân cũng sẽ khó thở. Đây thì cái nguyên nhân nào dẫn đến tắc? Có thể do dị vật này, có thể do viêm này, do xuất tiết này, do phù nề này, do hít sặc này, tức là khí nó đi vô đây, dịch dịch tiết nó đi vô đây, ví dụ như là hít sặc phải sữa hoặc là mình ngạt nước, uống phải nước chẳng hạn, nước nó tràn vào cái khí quản này, thì bệnh nhân chết đuối đấy. Bệnh nhân mà gì ngốp ngốp mà hít phải cái không khí này, thì không khí nước nó sẽ tràn vào trong cái khí quản này, dẫn đến những trường hợp bệnh nhân khó thở. Vậy thì khó thở nó có thể xảy ra do hai cái, một là do đường dẫn khí, hai là do cơ quan trao đổi khí. Còn trong những trường hợp ví dụ bệnh nhân viêm phổi thì nó khó thở do cả hai cái lý do này luôn, vừa là đường dẫn khí vừa là cơ quan trao đổi khí. Chỗ này nói này anh chị nghe kịp không ạ? Cái này hoàn toàn nó là phần giải phẫu thôi, phần giải phẫu và sinh lý thôi. Cái này mình đang nhắc lại về phần giải phẫu sinh lý cho anh chị. Còn những anh chị nào mà chưa có học giải phẫu sinh lý thì anh chị cũng nghe để anh chị hiểu. Và cái lá phổi thì người ta được ví giống như cái cây ấy, nó trồng ngược xuống. Và hiện tượng trao đổi khí chỉ xảy ra tại phế nang. Toàn bộ đường dẫn khí nó không có trao đổi khí, nó chỉ dẫn khí nó vô đến nơi thôi. Để trong phổi nó sẽ gì? Tại các phế nang này thì nó sẽ nhả oxy ra, nó lấy khí carbonic vào, thì tí nữa mình sẽ có cái hô hấp tại phổi và hô hấp tại tế bào. Thì hai cái này là nó gì, nó hai là hai nơi trao đổi khí khác nhau. Vậy thì đầu tiên mình phải hiểu được cái cấu trúc này trước cái đã. Mình phải hiểu được cái cấu trúc này nữa thì tí nữa để sang cái phần cơ chế thì anh chị mới giải thích được. Và nữa này, khi viêm càng sâu á, viêm càng sâu thì các tổn thương viêm càng nặng. Anh chị hiểu rằng nếu mà viêm toàn bộ cái thế này thì người ta được định nghĩa nó là viêm phổi nha. Đến đây mình nghe kịp, có câu hỏi gì ở chỗ này không ạ? Ở cái phần mà giải phẫu sinh lý không? Nếu không á thì mình đi tiếp ha. Có hỏi gì không anh chị? Không đúng ạ. Vậy thì cái sơ đồ mà anh chị, người ta sẽ phân ra phân này,
Cung dẫn khí là gồm khí quản, phế quản, tiểu phế quản, tiểu phế quản ngắn, tiểu phế quản tận cùng là xong vùng hô hấp rồi nha. Tiểu phế quản tận cùng và các túi phế này là thuộc cơ quan trao đổi khí. Vậy thì nè, ở trên này người ta không kể cái đường dẫn khí, nó còn có đường gì ạ? Mũi này, hầu này, đúng không? Mũi, xoang mũi ở phía trên nữa. Vậy thì mình sẽ đi sang phần thứ nhất là chức năng của bộ máy hô hấp. Đầu tiên là giai đoạn về thông khí, nó đảm bảo sự trao đổi khí giữa oxy và carbonic tại các phế nang với cái môi trường bên ngoài. Cái trao đổi khí đầu tiên mà mình sẽ thấy rằng là nó trao đổi giữa oxy và carbonic, giữa khí trời và các thành của phế nang. Thế để xảy ra được cái chuyện này á, thì không khí, máu, chất dinh dưỡng nó phải gì ạ? Chia rất là nhỏ, các cái mao mạch nó chia rất là nhỏ tại các cái thành của vách của phế nang để cho thuận tiện cái sự khuếch tán khí này. Thì đầu tiên mình sẽ đi ở cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khuếch tán. Cái sự lưu thông khí nó đi qua các cái màng phế nang và mao mạch ở phổi. Các màng ở phế nang ở mao mạch của phổi này này thì tại các phế nang thì nó trao đổi oxy và carbonic. Oxy sẽ đi theo các mạch máu quay trở về tĩnh mạch phổi và quay trở về tim. Và khí carbonic sẽ từ lòng mạch nó được đẩy ra cái lòng phế nang, đẩy khí carbonic ra lòng phế nang và chúng ta thở thổi cái khí carbonic ra ngoài, thì cái trao đổi khí tại phế nang này thì nó đơn giản. Khi mà oxy nó vô được cái lòng mạch rồi á thì nó xảy ra đến cái giai đoạn tiếp là giai đoạn trao đổi khí tại tế bào. Vậy thì khi mà oxy nó vào lòng mạch rồi, nó phải có cái thằng để vận chuyển nó tới tận tế bào, đó chính là hemoglobin. Hemoglobin tức là cái lõi của hồng cầu. Thì hồng cầu chị nhìn thấy nó có hai cái mặt lõm này này, hai cái mặt lõm để nó gắn gì ạ? Gắn hai cái phần tử oxy hai bên để nó mang oxy đến tận tế bào. Và đây là cái cơ chế của hô hấp tại tế bào. Và oxy này nó muốn đi qua được cái màng tế bào thì nó phải qua các cái dịch này. Đầu tiên là phải đi qua được cái màng mao mạch này. Thứ hai là cái nội mạc của mao mạch này. Thứ ba là màng đáy của mao mạch này. Thứ tư nó phải đi qua một cái khoảng kẽ này. Cái thứ năm nó đi qua cái màng đáy của biểu mô này. Cái thứ sáu là nó đi qua cái biểu mô của niêm mạc phế nang này. Và cái thứ bảy nữa là các cái dung dịch sunfat tan này. Vậy thì tất cả những cái yếu tố này nó đều ảnh hưởng đến cái hô hấp của tế bào. Một, và mình nhớ cho cô này một câu thôi, một trong tất cả cái màng này dày lên, một trong tất cả cái màng này, một màng nào đó nó dày lên thôi thì nó cũng sẽ cản trở cho cái oxy này không đi qua được. Vậy thì gì, những cái cơ chế nào dẫn đến mà bệnh nhân không có hô hấp được tại tế bào? Khi không có hô hấp tại tế bào xảy ra thì tế bào nó không có oxy để nó hoạt động. Cái cơ chế, tí nữa sang cái phần mà giải thích cái cơ chế tại tế bào á, thì mình sẽ giải thích rõ hơn về những cái thành mà cái màng này nó đi qua xem cái sự khuếch tán như thế nào. Về điều hòa, về cái trung tâm về hô hấp á, thì tại sao chúng ta lại có những lúc mà chúng ta thở nhanh, có những lúc mà chúng ta thở rất là gấp gáp, và những lúc chúng ta thở nó lại chậm lại á, thì nó có cái là gọi là trung tâm hô hấp. Thì cái trung tâm hô hấp này á, nó nằm ở vùng hành não. Mình anh chị không? Thì cái trung tâm hô hấp này á, nó nằm ở hành tủy và nó chia thành hai trung tâm, một là trung tâm hít vào, hai là trung tâm thở ra. Trung tâm hít vào thì nó ở phía trước, trung tâm thở ra thì nó ở phía sau, và nó điều hòa cả cái trung tâm hít vào cái thở ra này. Thì cái trung tâm này nó được hoạt động bởi cái sự chênh lệch giữa oxy và CO2. Nhưng oxy nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi. 80% là CO2 nó sẽ kích hoạt cái trung tâm này. Tức có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi nồng độ CO2 trong máu nó tăng thì nó sẽ kích hoạt cái trung tâm hô hấp này rất là mạnh mẽ, nó vô cùng mạnh mẽ luôn. Khi trung tâm này nó cảm nhận được khi cái CO2 trong cơ thể nó tăng lên một cái thì cái nhịp thở bắt đầu nó thở nhanh hơn. Nhanh hơn mục đích là để làm gì? Nó đẩy cái khí CO2 ra khỏi cơ thể.
Vậy thì khi người ta hỏi là cái cơ chế mà kích thích trung tâm hô hấp mạnh nhất là cơ chế nào? Chính là CO2 chứ không phải oxy các anh chị nhé. Nồng độ của CO2 thay đổi thì nó kích thích trung tâm hô hấp này mạnh mẽ nhất. Lấy ví dụ điển hình nhé. Mình đang ngồi như này thì mình thở rất là chậm thôi, nhưng mà mình chạy ra ngoài vài vòng thôi tẹo nữa là mình đứng mình thở hổn hển luôn. Thế tại sao khi mà mình chạy thì mình lại thở hổn hển như vậy? Thì trong quá trình mà mình chạy như vậy, cơ nó hoạt động, nó tiêu đốt năng lượng và nó cần một lượng oxy rất là lớn. Vậy thì nó sẽ xả ra cái khí carbonic nhiều. Khi mà nồng độ CO2 trong máu nó tăng lên á, thì nó kích thích trung tâm hô hấp để chúng ta mau biết rằng là nồng độ CO2 trong máu nó đang tăng đấy, thở nhanh lên để đẩy cái CO2 này ra ngoài, phải không? Đẩy ra ra ngoài, khi nó cân bằng được rồi thì tự động nhịp thở nó trở về bình thường. Ừ. Nên là mình thở lúc mình thấy ổn ổn rồi, nhịp thở tự động nó sẽ trở về bình thường. Vậy thì cái trung tâm hô hấp này nó giúp cho mình kiểm soát và nó điều hòa được cái nhịp thở. Điều hòa là cái nhịp thở. Nếu như mà nó mà tổn thương ở trung tâm này, hô hấp này gây ngưng trung tâm hô hấp thì bệnh nhân ngừng thở. Rất là nguy hiểm. Ví dụ như các cái thuốc về những các nhóm thuốc gây mê, gây tê, đặc biệt là ở những trẻ em mà dưới 5 tuổi thì những cái thuốc mà gây mê có cái dẫn xuất của thuốc phiện sẽ ảnh hưởng đến cái trung tâm hô hấp này, có thể gây ngừng thở. Rồi đó là lý do mà tại sao mà tất cả các thủ thuật về gây mê, gây tê anh chị đều phải gì ạ? Đều phải làm giấy cái cam kết phẫu thuật đấy. Không ai biết trước được cái chuyện mà nó sẽ tác động đến cái trung tâm này. Khi một khi nó tác động đến cái trung tâm hô hấp này cực kỳ khó để chúng ta cấp cứu. Nữa này. Thế chính vì vậy này, chính vì là cái nồng độ CO2 á, nó kích thích cái trung tâm hô hấp này cực kỳ mạnh mẽ. Nên nếu như trong cơ thể không có CO2 thì sao? Tức là trong những cái trường hợp mà có những cái câu hỏi người ta đặt ra là thế khi mà mình cho thở bệnh nhân thở oxy 100% trong một cái liều kéo dài, oxy cao áp 100% trong một thời gian dài thì chuyện gì sẽ xảy ra? Theo anh chị thì sẽ chuyện gì sẽ xảy ra? Và đây chính là cái biến chứng của bệnh nhân thở oxy cao áp quá liều đấy ạ. Thông thường mình cho bệnh nhân thở oxy thông thường nó chỉ là 95% thôi. Tức là nó vẫn có 5% CO2 trong cái khí oxy mình cho bệnh nhân thở, chứ không phải bệnh nhân thở oxy 100%. Bệnh nhân chỉ được thở oxy 100% trong vòng 10 đến 15 phút trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân đang co giật. Trường hợp thứ hai bệnh nhân đang tím tái. Trường hợp thứ ba là mình chuẩn bị làm các thủ thuật liên quan đến can thiệp đường hô hấp, ví dụ mình hút hầm đàm hô nhất, hô hấp. Hút đàm nhất ấy ạ. Thì trong cái quá trình hút đấy nó bị hao hụt oxy của bệnh nhân thì mình tăng oxy lên 100% trong vòng 10 đến 15 phút thôi. Chứ không ai người ta cho bệnh nhân thở oxy trong một thời gian 100% trong một thời gian dài cả. Thì anh chị lý giải được vì sao ạ? Hậu quả gì không ạ? Hậu quả gì cả lớp? Nếu như mà mình thở oxy 100% trong một thời gian dài thì chuyện gì xảy ra? Anh chị ơi, có anh chị nào đang nghe không vậy? Sẽ im du hết vậy? Dạ có. Dạ có. Anh chị nào trả lời cho cô cái câu hỏi đó được không ạ? Dạ em xin trả lời thử thôi. Dạ vâng, mời anh. Là mình thở oxy nhiều trong thời gian dài thì phổi mình nó sẽ mình do mình nhận đủ oxy từ máy rồi, phổi mình nó sẽ ít vận động thì nó sẽ không có giãn nở nữa. Chỉ biết như đó. Có nhiều biến chứng thì đó cũng là một cái biến chứng của thở oxy nhưng mà quá liều, nhưng mà cái biến chứng mà mình đang giải thích cái trung tâm của hô hấp nãy giờ anh chị có nghe không ạ? Nãy giờ mình có nghe được là cái trung tâm hô hấp này nó được kích hoạt bởi gì nhiều nhất ạ? Được kích thích bởi gì nhiều nhất ạ? Vâng, tất cả những cái anh chị nói đều thì đúng. Phù phổi này, xơ hóa võng mạc này, võng mạc, xẹp phổi này, xơ phổi này, nó đều đúng. Nhưng mình đang muốn nói đến cái cơ chế của cái trung tâm hô hấp này nó hoạt động này anh chị. Nhắc lại lần nữa này, cái cơ chế của cái trung tâm hô hấp hoạt động này nó rất là nhạy cảm với sự thay đổi nồng độ oxy và CO2 trong máu. Nhưng CO2 nó mới là cái thằng quyết định để cái trung tâm hô hấp này nó có hoạt động hay không. Tức là CO2 nó kích thích rất là mạnh mẽ lên trung tâm hô hấp. Khi cơ thể không có CO2 thì đồng nghĩa với việc không có gì để kích thích có thằng trung tâm hô hấp này nó hoạt động cả. Thì nó ngừng hô hấp. Đó mới là điều đáng sợ. Nó là gì? Khi độ bão hòa oxy trong máu lên 100%, tức là anh chị đo độ bão hòa oxy trong máu mà được 100% ấy, thì phải ngừng ngay cái chuyện mà thở oxy 100% lại. Chứ nếu mà nó sợ lại một lúc nữa là gì ạ? Trung tâm hô hấp nó sẽ ngưng. Khi trung tâm hô hấp ngưng thì đồng nghĩa với việc gì ạ?
nhưng không thở được nữa. Bởi vì CO2 là cái kích thích trung tâm hô hấp rất là mạnh mẽ. Trong cái phần câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, nó có cái câu hỏi này anh chị nhé, cái nào nó sẽ kích thích cái trung tâm hô hấp mạnh mẽ nhất, đó là CO2 chứ không phải oxy nha. Khi nồng độ CO2 nó tăng lên trong máu, kích thích trung tâm hô hấp rất là mạnh mẽ. Kích thích thì tôi để làm gì, bệnh nhân làm gì, thở thở nhanh lên, thở nhanh để đẩy hết cái CO2 đó ra. Thế khi nó thở nhanh một thời gian rồi mà nồng độ CO2 vẫn tiếp tục tăng lên trong máu do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vẫn cứ tăng quá trình mà sản sinh CO2. Quá trình thứ hai là oxy nó không đi vô được, không đi vô được trong cơ thể, nó không vô được đến tế bào. Thì tế bào nó thiếu oxy thì đồng nghĩa với việc trung tâm hô hấp nó cũng sẽ thiếu oxy. Khi nó thiếu oxy ở mức quá mức thì nó bắt đầu nó suy hô hấp dần. Suy hô hấp dần tức là gì ạ? Thở chậm dần, thở ngáp cá và ngưng luôn. Đồng nghĩa với việc các tế bào não nó thiếu oxy. Tất cả những cái biến chứng anh chị nói là đúng nhé. Ngoài ra những cái biến chứng, ngoài cái biến chứng mà nó kích thích, nó gây ngưng trung tâm hô hấp khi nồng độ oxy lên 100%, thì nó còn có biến chứng này, sơ phổi này, biến chứng xẹp phổi này, biến chứng xuất huyết võng mạch, mà đặc biệt là ở trẻ em. Được không ạ? Thì cái cơ chế mà nó gây xẹp phổi ấy, thì nó lại giải thích cho cơ chế khác. Cái cơ chế gây xẹp phổi do oxy, do thở oxy cao áp ấy, có nghĩa là trong cái khí thở của mình này, nó có các thành phần khí thở như là oxy và nó có một cái CO2, các chất khác. Trong đó có một cái loại khí gọi là khí trơ, khí nitơ là khí trơ. Khí trơ là cái khí mà nó không tham gia vào quá trình hô hấp. Nó không tham gia vào quá trình hô hấp nhưng nó giữ cho cái phế nang nó được ở một cái dung tích, người ta gọi là dung tích sống, dung tích khí quyển. Nó không hề trao đổi khí nhưng nó làm cho quả phế nang nó không bị xẹp. Nhưng mà mình thở oxy cao áp trong một cái thời gian cao áp, tức là gì, áp lực oxy nó rất là mạnh, nó đẩy vô, nó đẩy hết cái khí nitơ này ra khỏi phổi, nó đẩy hết khí nitơ vào phổi, thì gì, khi cái nhịp thở mà mình hít vào thì cái phế nang nó giãn hết cỡ, nhưng khi mình thở ra thì sao, cái phế nang nó thu hết cỡ. Khi nó thu hết cỡ lại thì nó sẽ gì ạ, rất dễ nguy cơ nó dính lại phế nang, các cái phế nang nó dính lại với nhau, nó dính lại với nhau một phát là gây xẹp phổi. Rồi vậy thì ở chỗ này mình nhớ cho cô một cái nha, là nồng độ CO2 nó kích thích trung tâm hô hấp mạnh hơn oxy rất là nhiều ha. Và khi có biến đổi cái nồng độ oxy và CO2 trong máu thì nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái trung tâm hô hấp này. Trung tâm hô hấp thì nó nằm ở hành hành não và nó chia thành hai phần, trung tâm hít vào và trung tâm thở ra ha. Vậy thì những cái rối loạn chức năng về hô hấp, rối loạn thông khí và rối loạn khuếch tán. Thông khí là cái sự lưu thông của không khí ạ. Thì do có rối loạn thông khí thì nó có hai loại, một là rối loạn thông khí hạn chế, hai là rối loạn thông khí tắc nghẽn. Mình sẽ đi từng cái một. Đầu tiên là rối loạn thông khí hạn chế, có nghĩa là gì, ví dụ cho các số lượng tế bào phế nang nó bị giảm, nó giảm thật sự về mặt giải phẫu. Ví dụ trên những bệnh nhân cắt phổi, phẫu thuật u màng phổi nào đó, người ta cắt đi cái một phần của lá phổi, hoặc là nó bị dập thì người ta cắt, hoặc là trong xẹp phổi như nãy mình nói, xẹp phổi do các khối u này, do các chất sunfat tăng này, sunfat tăng ở các màng tế bào, màng của tế bào phế nang đấy, thì nó làm thay đổi cái sức căng bề mặt trong phế nang và phổi nó bị xẹp trong quá trình hô hấp, nó không có nở ra được. Khi nó không có nở ra thì nó không có trao đổi được không khí. Cái lý do thứ hai của cái thông khí hạn chế này là do giảm chức năng của phế nang. Ví dụ trong các cái bệnh lý như là chấn thương lồng ngực, viêm phổi hoặc là COPD cấp, phế nang nó bị vỡ đấy. Ví dụ trong bệnh lý về COPD nó vỡ các phế nang, hoặc người ta gọi là khí phế thủng đấy. Thì nó hạn chế các cử động của lồng ngực, của cơ hô hấp, nó dẫn đến là giảm thông khí. Giảm thông khí thì nó không lưu thông được, thì nó không trao đổi được. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là rối loạn thông khí do tắc nghẽn. Thì nó xảy ra khi có cái sự chít hẹp ở đường dẫn khí. Những đường chít hẹp thì bao gồm gì ạ? Gồm khí quản, phế quản, tiểu phế quản và tiểu phế quản tận cùng, đúng không ạ? Nó có bao nhiêu đường dẫn khí, nó chít hẹp chỗ nào thì nó sẽ dẫn tới là gì ạ? Dẫn tới là không khí nó không có lưu thông được, nó không vô được phế nang, thì không có gì để thì trao đổi cả. Vậy thì nó sẽ có những cái nguyên nhân, ví dụ như là phù thanh quản này, dị vật đường thở này, hít phải cái gì đó này, hoặc là trong bệnh hen phế quản, cái phế quản nó co thắt lại này, bệnh nhân không thở được á. Trong tất cả các nguyên nhân này á, thì cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái khó khăn về hô hấp cấp và rất là nhanh, đó chính là cái phù thanh quản.
Phù thanh quản thông thường nó rất là ít khi phù, với những cái bệnh lý về viêm đường hô hấp thì gần như cái thanh quản nó gần như nó rất ít khi nó bị phù. Nó chỉ hay gặp nhất là trong trường hợp mà sốc do dị ứng. Các cái tác nhân về dị ứng thì nó gây ra một cái hậu quả lớn nhất của cái sốc dị ứng. Đó là nó phù cái thanh quản này lên. Thanh quản nó phù lên và ngay lập tức bệnh nhân ngoài các dấu hiệu triệu chứng là ngứa là nổi mày đay là nhẹ này, nặng là bắt đầu mệt nhanh này, huyết áp hạ này, bệnh nhân hồi hộp này, bồn chồn này, khó thở này, và có những trường hợp nặng nữa và những cái tác nhân gây dị ứng nó rất là mạnh mẽ. Cái dòng sốc vẫn vậy thì cái thanh quản nó phù lại, nó phù lên và bệnh nhân sẽ tử vong do cái phù nề thanh quản này. Bệnh nhân nó phù lên thì bệnh nhân không thở được, bệnh nhân sẽ gì, tử vong do thiếu oxy. Thì trong cái phần thi trắc nghiệm nó cũng có hỏi các anh chị á, cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái bệnh nhân tử vong nhanh nhất cho cái hạn chế về cái sự lưu thông ở đường khí ấy, thì nó nhanh nhất đó là tại thanh quản nha chị nha. Một số rối loạn về thông khí thường gặp là các cái chấn thương ở lồng ngực, ví dụ như trong các cái gãy xương sườn chẳng hạn, hoặc là tổn thương ở bên ngoài xương sườn, thì anh chị biết rằng là rõ ràng là khi mà mình thở thì cái lồng ngực nó phải nâng lên, nó hạ xuống, thì cái phải có cái sự gì ạ, di động của các cái cơ lên sườn để cho cái quá trình mà cái cô hô hấp này nó xảy ra. Nếu khi mà lồng ngực mà nó bị tổn thương á, thì nó cũng sẽ hô hấp hạn chế, hoặc là trong các cái bệnh lý tràn dịch màng phổi thì nó làm mất đi cái áp lực âm giữa hai lá lá thành và lá tạng, thì nó sẽ dẫn cho bệnh nhân khó thở. Và đây là cái hình ảnh mà cái phế quản nó bị viêm chít hẹp này anh chị. Đây là lòng phế nang bình thường. Vậy thì những cái từ ngữ nào mà trên lâm sàng người ta sẽ mô tả cái tiếng thở của bệnh nhân, hay bác sĩ nếu mình xem hồ sơ bệnh án thì anh chị sẽ thấy bác sĩ người ta sẽ mô tả cái nhịp thở của bệnh nhân với các cái từ ngữ y khoa như sau. Nếu anh chị nghe thấy từ rì rào phế nang, anh chị nghe thấy từ rì rào phế nang bao giờ chưa ạ? Rồi. Dạ, chị Hoa thuộc lớp lớp nào chị Hoa nhỉ? Dạ, em lớp dược liên thông không? Vâng, lớp dược liên thông mà mình cũng có nghe về cái khái niệm là rì rào phế nang rồi đúng không ạ? Nếu người ta nghe người ta nói là rì rào phế nang êm dịu thì nghĩa là như nào ạ? Chị Hoa? Dạ, em chưa nghe, em nghe rồi nhưng mà em cũng không chắc chắn về cái đấy lắm cô ạ. Nếu mà mình người ta nói là rì rào phế nang êm dịu nghĩa gì ạ? Nghĩa là cái nhịp thở, tức là người ta đặt cái ống nghe lên cái gì ạ, lên các điểm nghe của phổi, nghe đáy phổi, nghe đỉnh phổi, bảo bệnh nhân hít vào thở ra, hít vào thở ra, thì thấy cái tiếng thở nó rất là dịu, tức là gì, không khí nó đi qua cái lòng phế nang này, nó trơn tru này, các anh chị nhìn thấy cái lòng phế nang này không, nó trơn tru, nó làm cho không khí đi qua một cách rất là êm ả, nó không có gì cản trở lại nó cả, thì người ta gọi là rì rào phế nang êm dịu. Thế khi nó êm dịu thì đồng nghĩa với việc nhịp thở bệnh nhân bình thường. Nhưng mà bác sĩ người ta ít khi người ta ghi là nhịp thở bình thường hay là tiếng thở bệnh nhân bình thường, người ta ghi những từ chuyên môn hoặc những từ chuyên khoa mà mình đọc cũng có thể mình không hiểu, và người ta ghi là ran nháy, ran rít, ran nổ, có nghĩa là như thế nào, nghĩa là đây này, cái lòng này này, cái lòng phế quản này bên ngoài thì nó sưng, bên trong thì nó xuất tiết dịch đây đúng không ạ, đồng nghĩa cái việc mà nó tiết dịch này thì chắc chắn bé nó sẽ khó thở là một này, thứ hai nó ho này, nó ho ra đờm là hai này đó. Thì cái từ mà ran rít thì nó đồng nghĩa với việc gì, việc phế quản nó đang sưng lên, nó đang xuất tiết dịch ra ngoài như thế này, thì nó cản trở không khí, và anh chị biết rằng là khi không khí nó đi qua những cái đoạn hẹp á thì nó sẽ tạo ra những tiếng rít. Mình lấy ví dụ là anh chị lên một cái lầu cao, mình đứng ở giữa hành lang, hôm nào đó trời gió mạnh chị sẽ nghe thấy tiếng gió nó thổi nó lùa, hôm nào mà ban đêm không khí thật là yên tĩnh tĩnh mịch thì mình sẽ nghe cái tiếng rít nó thật là rõ ràng, thì rõ là không khí nó đi qua những điểm hẹp của đường dẫn khí thì nó mới tạo ra tiếng rít. Vậy thì khi người ta nói ran rít tức là gì, nó có hạn chế với sự thông khí. Còn ran ẩm nghĩa là như thế nào, nghĩa là người ta nghe được cái tiếng mà không khí nó thổi qua những cái làn nước vậy đó. Nước ở đây chính là gì ạ, chính là dịch tiết ở đường hô hấp.
nó là cái dịch mà viêm nó xuất tiết ra đấy ạ. Thì đồng nghĩa với việc ran ẩm á, thì bệnh nhân sẽ ho rất là nhiều, nhiều đờm nhớt. Còn ran nổ nghĩa là gì? Nghĩa là nổ là gì? Là cái thành phế nang này này nó viêm nhưng nó lại là viêm khô các anh chị, nó viêm nó sưng lên nhưng nó khô, nó không có dịch ra, mà không khí nó đi qua đây nghe thấy tiếng nó thô ráp, và thỉnh thoảng nó có những cái điểm dịch mà nó dịch quánh và dịch nhầy nó lùa cho cái điểm đó làm cho cái tiếng nổ nó lép bép, thì người ta gọi đó là ran nổ. Vậy thì các từ để người ta mô tả này: ran ẩm này, ran rít này, ran ngáy này, ran nổ. Thì mình nghe thì mình hiểu được là tình trạng hô hấp của bệnh nhân đang như thế nào. Được chưa? Đó là những từ để người ta mô tả một cái tiếng thở của người bệnh. Nó có tiếng nghe tim, nó có nghe phổi, nó có bình thường hay không. Ha. Còn tiếng thở thì có thể là gì ạ? Tiếng ngáy, thở ngáy này, tiếng thở rống này. Ha. Trên những cái bệnh nhân mà có khí hen phế quản cấp, đây là những cái trường hợp này, cái túi phế nang nó thủng lên này, việc trao đổi khí cực kỳ khó xảy ra. Ví dụ trong trường hợp này là bệnh nhân bị hen suyễn, nó co thắt gần như hết các cái cơ trơn phế quản rồi. À, nó co thắt hết cơ trơn phế quản làm cho không khí không có đi vào được. Bệnh nhân ráng thở hết sức mà không khí nó cũng không có vào được bao nhiêu hết. Thì ngay lập tức người ta sẽ được xịt cái gì ạ? Ventolin để cho nó giãn hết cái đường phế quản này ra, thì không khí nó đưa vào, bệnh nhân sẽ dễ thở. Thì mình đang nói luôn cả cái phần gì ạ? Phần giải thích về cái phần bệnh lý có dấu hiệu triệu chứng mà mình sẽ nghe được ở trên những cái gì tiếng thở thì những bệnh nhân nhá. Vậy thì đầu Phê tiên đi ông chủ, phê nghe ông chủ, thầy ông chủ làm cực mua cho đi phê đó. là khi mà nó hạn chế quá trình thông khí thì nó xảy ra những vấn đề gì, những dấu hiệu triệu chứng gì. Thì nó sẽ có những dấu hiệu triệu chứng mà mình nhìn thấy được. Dấu hiệu đầu tiên là ngạt. Ngạt đó là tình trạng mà oxy, giảm cái oxy trong máu và tăng CO2 lên. Khi mà nó tăng lên đó, thì nó sẽ trải qua 3 giai đoạn. Khi CO2 tăng trong máu này thì nó trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là hưng phấn. Như lúc nãy mình nói, khi nồng độ CO2 nó tăng nhanh lên trong máu thì đầu tiên, việc đầu tiên nó sẽ kích thích trung tâm hô hấp làm cho bệnh nhân thở rất là nhanh. Thở nhanh mục đích để gì ạ? Để tống cái oxy ra ngoài, CO2 không ạ? Khi bệnh nhân thở nhanh như vậy mà nó không tống được cái CO2 ra ngoài á, thì vốn dĩ trung tâm hô hấp nó cũng thiếu oxy, tế bào não nó cũng thiếu oxy và nó suy sụp. Khi mà nó suy sụp rồi á thì nó sẽ dẫn sang cái giai đoạn 2 là giai đoạn ức chế, bắt đầu là trung tâm hô hấp nó ngừng lại. Nó hoạt động chậm dần chậm dần chậm dần chậm dần và suy hô hấp toàn bộ, suy kiệt, dẫn đến là gì ạ? Suy suy sụp toàn thân, và bệnh nhân rơi ra rằng cái đoạn là ngáp cá, mà nếu không được chủ trị kịp thời nữa thì bệnh nhân sẽ tử vong. Có ba cái giai đoạn của cái quá trình ngạt này nhé. Rồi đi từng giai đoạn một, nhắc lại lần nữa. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn hưng phấn, tăng hít vào, tăng cả hít vào và thở ra, lúc này huyết áp nó cũng tăng nhẹ, kích thích thần kinh, bệnh nhân hốt hoảng. Hốt hoảng đây chính là do cái dấu hiệu mà cái nồng độ oxy trong máu nó giảm xuống, sẽ kích thích cái hệ thần kinh hoạt động mạnh hơn, và nó gây ra dấu hiệu triệu chứng là bệnh nhân gì lo lắng, hốt hoảng, nên cần chăm sóc bệnh nhân đó. Cái phần này người ta cũng có một cái phần là trấn an bệnh nhân này, trấn an để bệnh nhân yên tâm, bình tĩnh lại, điều chỉnh lại nhịp thở. Nó phải thở sâu, thở nhanh mà không phải thở sâu, phải chậm lại cái nhịp thở để hô hấp nó hiệu quả. Nếu bệnh nhân thở nhanh nông thì cái việc mà oxy nó nằm ở các cái phế nang nó rất là ít, nó vào một cái nó đẩy ra liền, nó chưa kịp trao đổi mà nó bị đẩy ra ngoài mất rồi, thì cái việc mà trao đổi khí nó sẽ không hiệu quả. Nên phải trấn an tinh thần bệnh nhân, bởi vì lúc này bệnh nhân hốt hoảng. Cơ chế của việc hưng phấn này tức là gì? Nồng độ CO2 trong máu nó tăng lên thì nó kích thích trung tâm hô hấp, kích thích trung tâm vận mạch, bệnh nhân thở nhanh, tăng nhịp tim, tăng nhịp mạch để điều chỉnh lại cái sự tăng này. Khi mà nó điều chỉnh rít mà không được, bắt đầu hô hấp thở chậm dần, thở chậm dần và bắt đầu huyết áp nó giảm. À, thế khi nào thì được gọi là thở nhanh và khi nào được gọi là thở chậm, mình biết không ạ? Nhịp thở của người bình thường bao nhiêu ạ? Cho lớp. Khoảng từ 16 đến 20 ạ. Vâng, thế bao nhiêu là nhanh Đúng ạ? rồi. Thế bao nhiêu thì được gọi là thở nhanh nhỉ chị Thu? À, dạ khoảng trên 20 lần ạ. Hai
tụi em ghi thở nhanh là khi nào bệnh nhân thở, ví dụ như tụi em ghi là nhịp thở nhanh, nhịp thở 26, 25 may sau. Còn nếu mà thở ví dụ như thở khoảng 20 thì tụi em hoặc 21, 2 thì tụi em không ghi là thở nhanh ạ. 21 22 vẫn ghi thở nhanh. À không ạ, tụi em không ghi Không, thở không. nhanh, khi nào nó khoảng trên 25 thì tụi em ghi thở nhanh ạ. Vâng, còn dưới 16. Dưới 16 thì sao ạ? Dưới 16 ví dụ như là thở, nhịp thở thường là tụi em thì hay khi nào mà bệnh nhân vì bệnh nhân là người lớn thì chẳng hạn như nhịp thở rời rạc thì lúc đấy thì bệnh nhân thường là bệnh nhân huyết áp tụt lắm hoặc là vào những cái cơn sốc hoặc thì tụi em thường là ghi chứ cũng không 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 hay gặp nên tụi em mới khi từ dặm mà tụi chẳng hạn như tụi em ghi là nhịp nhịp chậm, nhịp chậm có nhịp thở chậm ấy mà tưởng tượng tụi em ghi chẳng hạn như là nhịp rời rạc. Nhịp rời rạc, vâng. Tức là rõ ràng là cái giới hạn của nó là từ 16 cho đến 20 lần một phút là bình thường. Thế dưới 16 lần thì chắc chắn nó là chậm. Dưới 16 lần thì chắc chắn là thở chậm. À, hay chị nói là thở rời rạc. Hay là chậm hơn nữa thì người ta gọi cái từ đó là thở ngáp cá. Nó rất là, nhịp thở nó rất là thấp. Nó thở lúc có lúc không á, gần như là nó ngưng thở. Và tất cả những trường hợp đó bệnh nhân cần phải xử trí cấp cứu, thở oxy nhanh nhất có thể được. Rồi tìm các cái nguyên nhân vì sao bệnh nhân khó thở và người ta xử trí, nhưng việc đầu tiên vẫn là dù khó thở do cái gì đi chăng nữa thì việc đầu tiên vẫn là thở gì ạ? Thở oxy. Nhất oxy vừa đã rồi tính. Thấy không ạ? À, rồi tính tiếp là nó khó thở này do suy tuần hoàn, nó khó thở do tim, nó khó thở do những cái gì thì dù khó thở do cái gì đi chăng nữa, nếu mà nhịp thở nó chậm mà cái nồng độ SpO2 trong máu á, SpO2 trong máu mà nó giảm thì đồng nghĩa với việc việc xử trí đầu tiên của mình là mình phải thở oxy trước đã. Rồi cái chuyện mà tìm nguyên nhân thì mình tính sau. Còn thế tại sao mà chỉ có 16 đến 20 là bình thường, nhưng mà đến tận trên 25 mình mới được gọi đó là thở nhanh, cái khoảng mà cái khúc mà từ từ 21 cho đến 24 thì sao? Thì nó là khoảng dao động giới hạn. Dao động giới hạn cái lúc này thì nó được giải thích với cái trường hợp bệnh nhân hưng phấn nhưng mà gì ạ? À? Chưa được gọi là bệnh lý. Khi nồng độ CO2 nó tăng nhẹ lên thì mình chúng ta hô hấp nó sẽ điều chỉnh bằng cách là thở nhanh hơn chút xíu thôi, nên trong y khoa mình nó có khoảng là khoảng bình thường nhanh nhé. Mạch cũng thế nha, mạch cũng thế, anh nhìn thấy là mạch từ 60 đến 90 là bình thường, nhưng mà để định nghĩa là mạch nhanh nhé phải trên 100 cơ, chứ khoảng từ 90 cho đến 99 thì sao, không có sách nào nói gì đến nó vậy, phải không? Có những anh chị người ta hỏi vậy, tại sao không có sách nào đặt đồng đến cái khúc ở giữa vậy, cái khúc đó thì đừng xếp vào cái gì, nó xếp là bình thường nhanh, mình cần phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi lại, điều tiết lại về tâm lý, điều tiết lại về cái đừng có lo lắng, đừng có hồi hộp, lúc nữa mình kiểm tra lại xem rồi mình mới đi mình mới xác định. Và nó phải trên 100 thì người ta mới xác định đó là bất thường về mạch. Còn nhịp thở cũng thế, nó phải trên 25 lần một phút thì nó mới định nghĩa là gì ạ, nó có thở nhanh. Thở nhanh, còn khi mà nó trên 30 lần một phút nữa thì anh chị sẽ thấy rất rõ ràng là nó có khó khăn về hô hấp. Nồng độ SpO2 trong máu nó giảm thì nó mới kích thích, là CO2 nó tăng lên thì nó kích thích trung tâm hô hấp rất là mạnh mẽ và nhân thở rất là nhanh. Và người ta gọi từ là thở nhanh nông, thở nhanh nông, nhịp thở nó rất là nông. Để làm gì? Để nó điều tiết lại cái nồng độ oxy và CO2 trong máu, thở nhanh để thải bớt ra, nhưng khi nó không thải được nó chuyển sang giai đoạn ở ức ức chế thì lúc đó nó mới chậm. Vậy thì thực tế cái lâm sàng dù mạch nhanh hay là nhịp thở nhanh nó đều nhẹ hơn là chậm nhé. Nên có người đã hỏi là bây giờ mạch nhanh với mạch chậm thì nào nguy hiểm hơn? Mạch chậm nguy hiểm hơn. Giữa thở nhanh và thở chậm thì nào nguy hiểm hơn? Thì nào nguy hiểm hơn ạ? À? Thở chậm, thở ngáp cá nguy hiểm hơn anh chị ha, nó phải vượt qua được cả hai cái giai đoạn trên, qua cái giai đoạn hưng phấn, giai đoạn ức chế thì mới sang đến cái giai đoạn gì ạ? À? Thở chậm, thở ngáp cá. Và nhịp thở nó thay đổi theo tuổi ấy nhỉ, cái tần số này nó tính cho người lớn thôi, còn trẻ em mỗi một cái lứa tuổi thì nó lại có nhịp thở khác nhau. Trẻ sơ sinh nó đang từ 40 cho nhịp thở từ 40 cho đến 60 lần một phút cơ, khi trên 60 lần một phút thì nó mới được gọi là thở nhanh. Nhịp thở của trẻ nó rất là nhanh, nhanh hơn người lớn nhiều lắm. Nhịp thở của trẻ dưới 2 tháng mà trên 60 lần một phút thì được gọi thở nhanh, mà từ từ 2 tháng cho đến 12 tháng nhịp thở trên 50 lần một phút gọi là thở nhanh, mà từ từ 12 tháng cho đến 5 tuổi thì cái nhịp thở nó phải trên 40 lần một phút mới gọi là thở nhanh cơ. Nên là gì? Cái khái niệm ở trên nhi thì nó lại sâu hơn nữa.
Sang giai đoạn thứ ba là giai đoạn suy sụp. Thế sau khi nó ức chế thì nó sẽ suy sụp. Ngưng thở hoàn toàn, thỉnh thoảng thở ngáp cá, huyết áp bằng không, não ức chế hoàn toàn và bệnh nhân sẽ rơi vào tử vong. Chúng ta sẽ giải thích các hiện tượng khuếch tán khí. Nãy cô nói rồi, đầu tiên là cái khuếch tán khí qua các cái màng tế bào và vách phế nang. Thì không khí nó muốn đến đi vô được tế bào để cho tế bào sử dụng á, thì nó phải đi qua các cái màng sau. Ở đây cái hình anh chị nhìn thấy này, một bên là hồng cầu, một bên đây là các biểu mô của phế nang này. Đầu tiên mình sẽ đi cái trao đổi khí tại phế nang này. Thì đây là các cái phân tử khí này. Phân tử khí thì oxy thì màu xanh, oxy màu xanh, CO2 màu đỏ. Thì anh chị sẽ thấy rằng là nó phải có những cái không khí nó phải đi qua. Thứ nhất này, biểu mô niêm mạc ở phía nang này. Thứ hai, nó đi qua một cái mô kẽ này. Thứ ba, nó đi qua cái màng này, cái màng của nội mao mạch này. Nó đi vô huyết tương này, nó gắn vô hồng cầu này. Nó gắn vô hồng cầu rồi nó mới đi theo đồng máu được. Vậy thì khi màng của cái phế nang này nó dày lên này, thành phế nang này dày này, là một này. Thứ hai là cái khoảng kẽ này nó có dịch này, nó có cái cản trở này, thì nó sẽ làm cho phân tử khí nó cản trở, nó không có đi qua được các cái màng này một cách dễ dàng. Thì đây chính là những cái hiện tượng mà nó hạn chế trao đổi khí tại phế nang đấy. Hoặc vậy thì không khí nó đi qua đi lại giữa các màng này nhờ cái sự chênh lệch áp suất. Chênh lệch áp suất trong cái biểu mô phế nang thì cái nồng độ CO2 nó rất là cao. Mình nói lộn, trong cái trong khi mà trong cái động mạch ở trên nó đưa đến phổi thì nó sẽ chia thành các tiểu động mạch nhỏ rồi thành các cái tiểu mao mạch nhỏ, tại nó đi xuống đến tận phế nang á, thì cái máu động mạch này nó lại mang rất là nhiều CO2, mang rất nhiều CO2. Và khí trong phế nang này mình hít khí trời vào thì nồng độ oxy nó sẽ cao, và mình sẽ thấy nó sự chênh lệch giữa cái áp suất CO2 và oxy giữa hai cái màng này. Thì oxy nó sẽ thụ động đi vào nơi này có áp suất thấp này, rồi CO2 từ trong màng hồng cầu nó sẽ đi ra ngoài, thụ động theo đẩy ra bên ngoài theo sự chênh lệch áp suất. Đây xảy ra chính là gì? Sự trao đổi các phân tử khí đi dư qua giữa các cái màng này, người ta gọi là hiện tượng khuếch tán khí. Sự khuếch tán khí này nó phụ thuộc vào các yếu tố. Thứ nhất là hiệu số của áp lực khí ở hai màng, tức là sự chênh lệch áp suất càng lớn thì sự khuếch tán khí xảy ra càng mạnh, tức là nó sự chênh lệch giữa cái áp lực giữa oxy và CO2 càng lớn thì sự trao đổi khí diễn ra càng mạnh. Thứ hai là diện tích màng khuếch tán, diện tích càng lớn thì trao đổi càng nhiều, diện tích càng giảm thì sự trao đổi khí nó cũng sẽ giảm theo. Tức là đồng nghĩa với việc mà cái số lượng phế nang nó giảm này, hoặc các màng của phế nang nó dày lên thì nó sẽ dẫn đến là cái sự khuếch tán khí này nó giảm. Cái thứ ba nữa là lượng máu, lượng máu đến phế nang nó phải luôn luôn đổi mới, tức là nó phải đảo liên tục, nó phải luân chuyển liên tục, nên cái dòng máu đến phổi nó là một cái dòng máu rất là lớn. Và máu ở động mạch phổi, làm hôm trước mình học ở tuần hoàn rồi, máu động mạch phổi là máu màu đỏ thẫm, tức là máu mang rất là nhiều CO2. Sau khi trao đổi tại màng phế nang rồi, nó đi theo các tĩnh mạch phổi, nó đi ra, và máu tĩnh mạch phổi là máu mang rất là nhiều oxy. Mang rất là nhiều oxy, nó sẽ quay trở về tim theo hệ tuần hoàn. Rối loạn về khuếch tán, khuếch tán tức là khuếch tán tại màng tế bào á, thì anh chị thấy rằng là muốn trao đổi ở màng tế bào á thì nó phải xảy ra do các cái không khí nó đi, oxy nó đi qua các cái màng đây, nó qua các cái lớp màng này này. Thế thì rối loạn thông khí tại đây là sự trao đổi khí tại tế bào nhé, nãy là cái giải thích cơ chế tại phổi, tại phế nang đấy. Còn cái trao đổi khí tiếp theo là nó trao đổi khí tại tế bào. Một bên đây là các vách của các mao mạch, thì oxy nó muốn đi vô được trong tế bào thì nó phải đi qua những màng nào? Hồng cầu sẽ mang oxy này, hai phần tử oxy, nó phải đi qua mấy màng? Màng thứ nhất là nội mạc mao mạch, màng thứ hai là màng đáy mao mạch, thứ ba là khoảng kẽ, thứ tư là màng đáy của biểu mô, thứ năm là các biểu mô của phế nang,
Thứ sáu là cái lớp dịch sulfactant tăng ở trong bề mặt phế nang, nó phải đi qua sáu cái lớp màng như thế này, nó dẫn ra hiện tượng trao đổi khí oxy, nó phải đi qua CO2, nó phải chuyển qua. Thì một trong sáu cái màng này mà nó dày lên thì nó làm hạn chế sự khuếch tán. Thứ hai, lượng máu đến đầy ít thì đồng nghĩa với lượng oxy đưa đến vách phế nang này nó cũng sẽ ít. Vậy thì những cái cơ chế nào nó dẫn đến là hô hấp không hiệu quả? Thứ nhất là rối loạn khuếch tán do giảm diện tích khuếch tán, giảm diện tích vừa nói rồi. Rối loạn khuếch tán do mất cân bằng thông khí giữa tưới máu, tức là lượng máu đến các tế bào nó ít, giảm máu ngoại vi đấy, thì trao đổi khí nó cũng sẽ hạn chế, tức là gì, khối lượng tuần hoàn giảm thì không cung cấp đủ oxy cho tế bào hoạt động. Cái thứ ba nữa là rối loạn màng khuếch tán, tức cái màng này nó dày lên. Rồi rối loạn khuếch tán do hiệu số khuếch tán, tức là sự chênh lệch, ví dụ như là gì, sự chênh giữa CO2 và oxy giữa cái màng tế bào và cái màng của mao mạch nó không có chênh bao nhiêu cả, thì hiệu số nó giảm thì sự chênh lệch giữa các áp suất khí nó kém, thì nó sẽ trao đổi khí dẫn ra rất là ít. Mình sẽ đi từng phần một. Một là rối loạn khuếch tán do giảm diện tích màng khuếch tán. Trong các cái bệnh lý như là nhu mô ở phổi, hoặc là cắt một phần của phổi, hoặc viêm thùy phổi, thì nó dẫn đến cái giảm thông khí phế nang. Rồi những cái nguyên nhân gây giảm tưới máu thì nó dẫn đến là cái hiện tượng giảm khuếch tán. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là do mất cân bằng thông khí giữa tưới máu, tức là khi thể tích khí lưu thông ở phế nang và trên cái thể tích mà tưới máu cho cơ thể, bình thường nó là tối ưu là hai cái này là 1:1. Khi nó có sự chênh lệch về về cái lưu lượng khí và cái lưu lượng tuần hoàn này, tức là lưu lượng tuần hoàn nó giảm, thì dẫn đến là cái trao đổi khí tại các tế bào và phế nang nó cũng sẽ giảm theo. Đó là cũng là cái lý do tại sao mà khi mình thiếu máu, cái bệnh nhân sẽ gì ạ? Hô hấp kém, không đủ số lượng hồng cầu để mang vận chuyển oxy đi. Tiếp, do các màng, màng khuếch tán là lớp màng cái phế nang mao mạch gồm có 8 lớp. Trong đấy có một cái lớp gọi là cái chất sulfactant tăng, nó giúp cho cái hiện tượng khuếch tán khí nó đi qua các màng tế bào một cách dễ dàng hơn. Vậy thì có các lớp này: lớp dịch lót màng phế nang, lớp biểu bì phế nang, lớp màng ngăn cản của phế nang, khoảng kẽ khoảng cách của thành mạch, lớp tế bào nội mạc, huyết tương và màng hồng cầu. Thì bất cứ một trong những cái lớp này nó dày lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần tử khí, nó làm cho phần tử khí khô hạn chế đi qua các màng này, dày lên thì nó khó qua hơn. Cái rối loạn tiếp theo là cái rối loạn do cái giảm hiệu số khuếch tán. Hiệu số khuếch tán là cái khuynh áp, tức là cái độ chênh lệch phân áp giữa cái khí giữa phế nang và mao mạch ấy. Cái hiệu số này mà nó giảm thì nó không đẩy áp lực để cho gì cho khí nó đi ra đi vào màng nó cái dễ dàng được. Rồi các yếu tố nó ảnh hưởng đến hiệu số khuếch tán, nó làm thay đổi các thành phần thông khí thở, áp lực của không khí và tuổi tác, khiến khi về già thì cái nhịp thở nó không có hiệu quả. Một số bệnh lý ở về cơ quan hô hấp, ví dụ như mình sẽ đi một số bệnh lý như là khí phế thủng, bệnh viêm phổi, bệnh phù phổi cấp, một số cái bệnh lý tại hệ hô hấp. Hôm sau mình sẽ đi học sâu hơn nữa từng cái bài này. Hôm nay mình chỉ đi các khái niệm về bệnh thôi, còn cái khái niệm về các cái dấu hiệu này, các cái triệu chứng này, cái chăm sóc này, cái điều trị thì anh chị sẽ được học kỹ hơn ở các những chuyên khoa sâu hơn về, ví dụ như học nội thì mình sẽ có các nội về hô hấp này, mình sẽ đi kỹ hơn nữa. Hôm nay mình sẽ đi các cái khái niệm về bệnh thôi. Chắc là mình giải lao 15 phút anh chị ha. Thôi gõ, cô gõ cho nó chắc. Thôi mình đi tiếp. Một số cái bệnh lý về hệ hô hấp thì đó là các bệnh lý ví dụ như là viêm bệnh khí phế thủng này, bệnh viêm phổi này, bệnh phù phổi cấp. Mình sẽ đi một số các khái niệm thôi nhá, mình đi khái niệm và cái cơ chế gây ra bệnh này thôi, còn cách điều trị, cái chăm sóc thì hôm sau mình sẽ được học ở chuyên khoa nữa. Về khí phế thủng thì bệnh thường xảy ra sau một số cái bệnh lý về mãn tính đường hô hấp, thì các cái phế nang này nó căng to, nó giãn rộng ra làm cho các phế nang này nó bị phá hủy và nhiều phế nang nó thông với nhau. Khi thông với nhau này thì nó tăng tiết dịch nhầy lên, tổ chức xơ nó phát triển và làm hẹp cái lòng phế nang, hay người ta còn gọi là bệnh COPD cấp.
COPD cấp và COPD mãn. Thì ở trên cái hai cái hình này anh chị sẽ thấy này, đây là những cái túi nang bình thường thì nó thành từng túi như thế này. Nhưng trong bệnh khí phế thủng là gì? Hai cái vế nang nó giãn ra rồi nó thông với nhau. Thông với nhau. Nó rộng ra như thế này, khi nó rộng như thế này nhưng mà nếu mà nó gì ạ? Nó thông thoáng ra thì nó trao đổi được khí, nhưng không. Khi nó thủng nó rộng như này nó tăng tiết dịch và nó dày cái thành phế nang này lại. Những cái phế nang mà nó bị thủng như thế này thì thường nó không trao đổi được khí, thì chỉ còn lại những cái phế nang bình thường này thì nó có thể làm trao đổi khí qua những cái phế nang bình thường này. Thì anh chị thấy là trong cái bệnh lý khí phế thủng thì bệnh càng nặng thì cái số phế nang này nó thủng càng nhiều á, thì cái hạn chế về hô hấp càng càng lớn, bệnh nhân càng khó thở, cố gắng để bệnh nhân thở, nên là cái tiếng thở nó rất là to và nó gây ra những cái khó thở, kể cả thì hít vào và kể cả thì thở ra nữa ha. Đó là bệnh khí phế thủng. Rồi bệnh viêm phổi, viêm phổi do ký sinh vi vi khuẩn Streptococcus pneumoniae giờ. Thì đây là cái nhóm mà vi khuẩn nó dễ gây sinh ra các cái viêm phổi. Thì anh chị thấy lại đây cái phế nang bình thường này, phế nang có vi khuẩn xâm nhập này, thì cái dễ thành phế nang này khi vi khuẩn nó xâm nhập vào thì nó sẽ gây cái phản ứng mà viêm. Khi viêm thì nó tăng tiết, nó xuất tiết dịch trong phế nang này nó đầy ra như này, thì không khí bên ngoài cái đường thở mình có đưa được vô đến nơi đi chăng nữa thì tại các cái vách phế nang này nó không trao đổi được khí tại đây, hoặc nó trao đổi rất là kém, nên bệnh nhân cũng sẽ có những dấu hiệu triệu chứng về khó thở. Một cái loại bệnh bệnh thứ ba nữa là phù phổi cấp. Phù phổi cấp là một cái tình trạng mà bệnh nhân ngạt thở cấp tính, tức là diễn ra rất là nhanh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà nó đều gây ra một cái hậu quả chung, đó là thoát dịch từ cái lòng mạch vào trong phế nang. Khi nó thoát dịch vào vòng phế nang á thì nó chứa đầy các cái dịch ở bên trong phế nang, nên khi mà bệnh nhân thở ra ngoài á, thở thì các cái dịch này nó sẽ theo cái đường thở nó đẩy ngược lên trên và nó có những cái biểu hiện là sùi cái bọt mép màu hồng hồng ra này, các đây chính là các cái bong bóng khí do dịch nó đẩy lên và nó hơi màu hồng nhạt, người ta gọi là sòi bọt cua đấy, các biểu hiện đó sòi bọt cua, thì bệnh nhân rơi vào một cái tình trạng khó thở rất là cấp tính. Vì các dung dịch nó các cái dịch ở trong lòng mạch phế nang này nó đẩy ra như thế này á, nên là nó sẽ hạn chế cái việc trao đổi khí trên trong phổi. Thì cái cơ chế chính chủ yếu là cơ chế tổn thương và huyết động, tức là nó phải tăng cái áp lực ở cái thành của cái mao mạch ở ở các phế nang của phổi. Và tại sao cái áp lực này nó lại tăng thì thường là nó do tăng cái khối lượng tuần hoàn lên một cách quá nhanh chóng, nó không về máu, nó không đưa xuống tim kịp thời được, nó ứ ở trên phổi và nó dẫn đến hiện tượng là phù phổi cấp. Hậu quả là nó giảm cái diện tích khuếch tán và dày thành phế nang, hiệu số và áp khí nó giảm, giảm trao đổi khí nên bệnh nhân khó thở. Những cái rối loạn thứ năm là rối loạn quá trình mà vận chuyển oxy, tức là khí thở bình thường, có nồng độ oxy bình thường, phổi bình thường, trao đổi khí tại phổi vẫn bình thường, nhưng sau khi mà nó trao đổi khí tại phổi rồi thì một là cái hồng cầu này nó có vấn đề, hai nữa là do lỗi cấu trúc của hồng cầu. Ví dụ như trẻ em á, đẻ ra là cái hồng cầu lưỡi liềm. Nếu bị hồng cầu lưỡi liềm thì nó sẽ không có chỗ để nó gắn cho cái phân tử oxy ấy, thì nên trẻ sơ sinh đẻ ra cái hồng cầu nó không có mang được cái chức năng vận chuyển, nên là bắt buộc cái hồng cầu lưỡi liềm này nó phải vỡ ra và nó gây cái hiện tượng tan huyết và vàng da ở trẻ sơ sinh đấy ạ. Thế thì nó phải đổi thành cái hồng cầu lưỡi liềm nó lõm hai bên thì nó mới cõng được cái oxy đến tận tế bào. Thứ hai nữa là do khối lượng tuần hoàn nó ứ trệ hoặc là giảm tốc độ tuần hoàn, nó không đưa máu được đến các mô để trao đổi. Cái thứ ba nữa là do các bệnh lý về thiếu máu, thì thiếu cái số lượng hồng cầu, thiếu hematocrit. Thì khi thiếu hồng cầu thì thiếu hematocrit thì nó không vận chuyển được oxy. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là do ngộ độc khí. Ví dụ như là các cái phân tử CO, hemoglobin nó gắn với cái phân tử CO nó rất là bền vững. Nó bền vững, người ta gọi là người ta ví hemoglobin như là những chiếc taxi chở oxy đến tế bào, và sau đó nó sẽ chở CO2 từ tế bào lên trên phế nang để đẩy ra ngoài. Nhưng mà hồng cầu nó cũng sẽ liên kết với phân tử CO, không những liên kết mà nó lại còn liên kết rất là chặt chẽ và bền vững. Hay người ta còn gọi là CO là một vị khách rất là nhây, nhảy lên xe taxi rồi không chịu xuống. Nó không chịu xuống thì sao ạ? Thì nó không xảy ra được cái trao đổi không khí ở bất cứ đâu cả, mà nó cứ nằm ở trên đó và nó cứ lưu chuyển trong lòng mạch, như vậy thì nó sẽ chiếm chỗ, không có chỗ để cho
oxy và CO2 nó ngồi. Tức là anh chị thể tưởng tượng là cái hiện tượng ngộ độc khí CO nó sẽ xảy ra như sau này. Anh Nam. Khi cái phân tử CO nó vào, nó liên kết bền vững và chặt chẽ với lại cái hemoglobin đó, nó không chịu xuống mà nó cứ luẩn chuyển như vậy. Chính vì vậy nên là gì ạ? Giảm cái số lượng mà hemoglobin trống thì nó không vận chuyển được oxy và CO2 thì sẽ dẫn tới. Chị Hải điểm danh. Chị Hải điểm danh rồi mà chị Hải. Chị Nguyễn Thị Hải điểm danh rồi nhé. Rồi lát nữa mình sẽ kiểm tra chị Hải ha. Nó dẫn tới cái trường hợp mà oxy có, CO2 nó nằm ở tế bào, còn oxy thì gì ạ? À? Nó cứ nằm ở trên phế phế nang mà nó không có cái gì để chở nó đi cả, thì do cái liên kết bền vững này. Đây là cái lý do mà khi mà bệnh nhân bị ngộ độc khí CO mà mình thở oxy với cái mức độ bình thường á, nồng độ bình thường, thì nó không đẩy được cái phân tử CO2 oxy ra khỏi cái hemoglobin đâu anh chị. Nên người ta phải, những trường hợp đó người ta phải thở oxy cao áp đấy. Nên trong cái trên lâm sàng người ta có những cái trường hợp nếu như bệnh nhân mà có những dấu hiệu triệu chứng như là tím tái mà khó thở, mà mình thở oxy mà không có hiệu quả, tức bệnh nhân không có hồng trở lại á, thì mình phải báo bác sĩ xem là ở những trường hợp này có thuộc vào nằm trong cái nhóm mà ngộ độc khí hay không. Nếu ngộ độc khí CO thì nó phải thở oxy với phân áp cao hơn, thì nó phải có phân áp cao hơn thì nó mới đuổi được cái thằng gì ạ, thằng CO xuống khỏi cái chiếc taxi đó thì mới lên có chỗ để ngồi được. Thì mình giải thích vậy đi cho nó dễ hiểu anh chị ha. Vậy thì cái quá trình mà nó rối loạn hô hấp tại tế bào á, là một cái tình trạng mà nó rối loạn chuyển hóa bên trong tế bào do không sử dụng được oxy đưa đến. Nguyên nhân thì có thể là nó thiếu cơ chất, ví dụ như thiếu cái surfactant này, hoặc là thiếu các cái men hô hấp như coenzyme này, hoặc là khi bệnh nhân bị ngộ độc thuốc ngủ thì nó gây ra những cái trường hợp về rối loạn hô hấp tế bào. Những khái niệm về hô hấp, ví dụ như khái niệm về siêu hấp hay là siêu hấp cấp. Siêu hấp là một cái tình trạng mà cái cơ quan hô hấp bên ngoài ấy, nó mất khả năng đáp ứng với oxy của cơ thể, dẫn đến toàn bộ cơ thể nó thiếu oxy và tổ chức nó cũng thiếu oxy. Thiếu thì cái mức độ nặng nhẹ trầm trọng nó khác nhau, thì nó sẽ gây ra những cái dấu hiệu biểu hiện triệu chứng trên lâm sàng nó có khác nhau một chút. Và một số các cái nghiệm pháp để thăm dò cái chức năng ở cái hô hấp ngoài, tức là tại gì ạ, tại phổi đấy ạ, thì người ta thăm dò bằng cái chức năng thông khí này, chức năng khuếch tán, bằng các loại máy, bằng các cái tích thở. Thì trong cái dung lượng của phổi ấy, thì nó có cái biểu đồ này, anh chị nên nhớ theo cái biểu đồ này thì nó dễ hơn. Cái biểu đồ đầu tiên đấy, nhìn trên cái biểu đồ này thì anh chị thấy này, là nó có cái khoảng thể tích khí lưu thông. Tức là bình thường mình cái nhịp thở của mình bình thường thì nó thở như thế này, là thở tích khí lưu thông. Thế khi mà bệnh nhân hít, chúng ta bảo bệnh nhân hít vào gắng sức, hít vào gắng sức, thì anh chị nhìn thấy cái biểu đồ này, đỉnh này. Anh chị có nhìn thấy cái màn hình có con chuột của cô không ạ? Anh chị nhìn thấy không anh chị? Dạ có cô. Dạ vâng. Thì cái thể tích khí lưu thông là bình thường, là mình thở bình thường thì cái nhịp thở nó cứ đều đặn như thế này, nó tương ứng với khoảng 0,4 lít. Thế khi mà mình định làm gì đó, mình định hít sâu thở đều vào á, thì đây cái nhịp thở biên động thở nó lên, người ta gọi là thể tích dự trữ khi hít vào, tức là đồng nghĩa với việc bệnh nhân đang hít vào tối đa, hít sâu tối đa nhất có thể, thì đây chính là cái biên động thở hít vào tự tích. Và cái dự thể tích mà dự trữ hít vào này nó khoảng 1,8 lít, tức là nó gấp mấy lần, là gấp 4 lần, gần 5 lần cái thể tích khí lưu thông này. Tức là khi mình cố gắng mình hít hết sức bằng mọi sức bình sinh mình có thể hít được đó, thì nó sẽ gấp 4 lần, hơn 4 lần, 4,5 lần cái thể tích khí lưu thông. Thế rồi mình bảo bệnh nhân là thở ra hết sức, thở ra hết sức, gắng hết sức để thở. Thì nó có cái khúc này là khúc dự trữ khí thở ra. Thì cái dự trữ khí thở ra này nó khoảng 1,3 lít. Thế thì tổng cái khoảng cách từ dự trữ hít vào cho đến dự trữ thở ra thì người ta gọi là dung tích sống. Cái dung tích sống này thì nó có thể dao động trong cái khoảng này, mình điều chỉnh nhịp thở nó sẽ trong cái khoảng này. Và trong phổi luôn luôn có một cái thể tích nữa là thể tích khí cặn. Thể tích khí cặn
Khí cạnh ở đây không phải là khí nó bẩn rồi nó lắng ở xuống cái phế nang đâu các anh chị. Hả? Cái khí cạnh này này nó giữ cho cái phế nang luôn luôn được nở và nó không xẹp. Nó cũng mang cái ý nghĩa rất là quan trọng trong y khoa. Hả? Mình cứ nghĩ rằng là khí cạnh này là khí không tốt. Nhưng không phải, khí cạnh này là khí mà không tham gia, nó không nằm trong cái thể khí khí dung tích sống. Hít vào mình dỗ dáng thở ra hết sức đi chăng nữa bằng mọi thức bình xương, tôi bảo anh chị thở hết sức đi chăng nữa thì trong phế nang nó vẫn giữ một cái lượng không khí gọi là không khí khí cạnh. Cái khí cạnh này giúp cho cái phế nang nó luôn giữ ở một cái mức nở không xẹp. Một khi mà cái khí cạnh này bị đẩy hết ra khỏi phổi, nó bị đẩy hết ra khỏi phổi thì cuối kỳ thở ra hai cái phổi nó sẽ dính vào với nhau, và mình biết rằng hai cái cao su mà nó giãn lâu ngày khi nó dính gặp nhau thì nó sẽ dính, nó gây ra hiện tượng xẹp phổi. Đây cũng là một cái khí cạnh này nó được giữ là nhờ cái khí nitơ này các anh chị. Đây cũng là một cái cơ chế vì sao bệnh nhân xẹp phổi do thở oxy cao áp quá liều này. Đó là gì? Khi oxy cao áp vào thì nó đẩy hết cái khí trơ này ra ngoài. Ở trong đây toàn bộ trong cái nang hoàn toàn 100% nó là oxy hết, oxy 100% hết. Thì nó đẩy hết cái khí nitơ ra ngoài thì nó gây ra biến chứng tiếp theo là xẹp phổi. Biến chứng nữa là ngưng trung tâm hô hấp nãy mình giải thích. Biến chứng tiếp theo nữa là khi xẹp phổi thì sẽ sao ạ? Sẽ khó thở. Ừ. Nên mặc dù thở oxy rất là cao nhưng mà bệnh nhân lại khó thở. Bởi vì gì ạ? À? Xẹp phổi, nó ức chế trung tâm hô hấp thì nó cũng sẽ gây khó khó thở. Đúng không ạ? Vậy thì khi mà thăm dò cái chức năng hô hấp thì người ta sẽ cho bệnh nhân ngậm vào một cái máy, sau đó bảo bệnh nhân là thở bình thường này để đo dung tích sống này, rồi hỏi bệnh nhân thở vào hết sức có thể này, rồi thở ra hết sức này, thì để người ta đo được cái khoảng dung tích sống. Cho những trường hợp mà bệnh nhân có giảm cái lưu thông khí thì cái dung tích sống này nó sẽ bị giảm xuống. Trên những cái bệnh phổi bệnh lý bị bệnh ấy, thì anh chị sẽ thấy rằng là cũng có thể nó giảm thể tích dự trữ khí hít vào này, hoặc là giảm cái dự trữ khí thở ra này. Ví dụ như là lúc trước như cái COVID ấy, sau khi bị COVID xong thì thường bệnh nhân bị xơ phổi hoặc là xơ 1/3 phổi, thì người ta đo cái dung tích này, người ta thấy là cái lượng dung tích này nó sẽ giảm. Vậy thì tổng cái dung tích sống nó khoảng 3,5 lít, tổng cái khúc này người bình thường nó khoảng 3,5 lít. Mà bây giờ mình đo trên bệnh nhân được có 2 lít thôi, tức là nó đang giảm so với bình thường khoảng 1,5 lít, thì đây chắc chắn là bệnh nhân có gì ạ? Có cái vấn đề về hô hấp. Thì người ta dùng các cái chức năng này để người ta thăm dò cái dung tích sống. Để xem là cái dung tích của phổi nó chứa được bao nhiêu, nó có hạn chế gì về vấn đề về chức năng hô hấp của nó hay không. Đó là về cận lâm sàng. Đo cái này thì nó rất là đơn giản thôi, nó không phải thủ thuật gì xâm lấn cả. Tiếp theo về phân loại về suy hô hấp á, thì nó dựa vào mức độ, thì nó có 3 mức độ. Độ 1 là chỉ khi nào là nhẹ, chỉ khi nào mà bệnh nhân lao động nặng, bệnh nhân mệt thì bệnh nhân mới cảm thấy khó thở. Khi thăm dò chức năng hô hấp ở trên những bệnh nhân này thì bình thường, thì chỉ có khi nào mà mình cho bệnh nhân tập gắng sức thì thấy rằng là cái thông khí này nó bất thường thì gọi là trường hợp nhẹ, tức là ngủ bình thường, sinh hoạt bình thường thì mình thấy là cái chức năng hô hấp bình thường. Như khi nào mà lao động mệt lên hoặc là trèo thang lên thì lúc đó mình mới thấy là nó có ảnh hưởng đến cái chức năng về hô hấp. Độ 2 á, khi hoạt động nhẹ cũng cảm thấy mệt, cũng cảm thấy khó thở, và các nhịp thở về hô hấp nó rất dễ thường xuyên xảy ra những cái cơn khó thở làm bệnh nhân thở hối, thở rất là gấp ấy, ngồi thở hồng hộc ra. Độ 3 là cảm thấy khó thở một cách thường xuyên, ngay cả khi nằm, khi ngồi, khi nghỉ. Và trong tất cả những cái chăm sóc thì cái khó thở độ 3 mà cần phải thở oxy á, đều được gọi là chăm sóc cấp 1, là bệnh nhân phải gì ạ? Mọi cái nhu cầu của bệnh nhân sẽ được phục vụ ngay tại giường. Theo phân loại nữa là phân loại theo phân áp khí trong máu, phân áp khí. Thì cái PCO2 và cái P của oxy là gọi là phân áp khí. Hay người ta gọi là độ bão hòa oxy và độ bão hòa khí carbonic. Thì suy hô hấp xảy ra khi mà PCO2 nó tăng lên và oxy nó giảm. Thì lúc này bệnh nhân cảm thấy rằng là kích thích hệ thần kinh này, bệnh nhân hồi hộp và bệnh nhân khó thở, buồn chồn, lo lắng. Này hay gặp trong các bệnh lý về lồng ngực. Ví dụ như là có tổn thương, có vết thương ở lồng ngực, bệnh nhân khó thở thì nó sẽ giảm đến cái phần áp này. Rồi bệnh hen phế quản. Suy hấp mà có cái PCO2 bình thường hoặc là giảm rất là nhẹ mà PCO2 giảm thì gặp trong các bệnh lý về viêm phổi, phù phổi. Theo cái phân loại theo cơ chế bệnh sinh ấy, thì do rối loạn hô hấp ngoài và
do rối loạn ở hệ tuần hoàn tim, nên là khó thở do tim và khó thở do hô hấp. Vậy thì khi suy hô hấp thì bệnh nhân có những dấu hiệu triệu chứng gì trên lâm sàng? Triệu chứng đầu tiên là bệnh nhân có cái biểu hiện khó thở. Biểu hiện khó thở sẽ được thể hiện, như lúc nãy mình nói rồi, nó sẽ thể hiện bằng các dấu hiệu triệu chứng sau. Khi một người người ta khó thở, có rất nhiều các dấu hiệu triệu chứng mà trên lâm sàng mình, chị Cẩm Tú, Cẩm Tú có hỏi gì không ạ? Chị Cẩm Tú ơi, thấy chị Cẩm Tú giơ tay không đúng ạ? Chị bấm nhầm thôi đúng không? Ở các dấu hiệu khó thở trên lâm sàng á thì nó có nhiều các dấu hiệu triệu chứng mà một nhân viên y tế cần phải biết một bệnh nhân như thế nào gọi là khó thở. Hay là người ta chỉ kích thích thôi, kích động thôi chứ không phải khó thở, thì mình phải phân biệt này. Khi có khó thở, việc đầu tiên nó phải biến động nhịp thở trước, thở nhanh hoặc thở chậm như nãy mình vừa nói. Cái dấu hiệu tiếp theo thứ hai nữa chính xác nhất đó là đo độ bão hòa oxy trong máu, người ta đo SpO2 ở đây. Khi thấy SpO2 giảm thì đồng nghĩa với việc PCO2 nó sẽ tăng. Đây cũng là một cái quyết định, hay người ta còn gọi là cái chỉ số SpO2 là dấu hiệu sinh tồn thứ năm của con người. Bình thường mình có bốn dấu hiệu sinh tồn là mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, nhưng đối với lâm sàng, đối với các khoa cấp cứu thì SpO2 được coi dấu hiệu sinh tồn thứ năm, tức là gần như những bệnh nhân nào nhập cấp cứu đều sẽ được đo SpO2 hết, nên là y khoa mới bây giờ người ta gọi SpO2 là dấu hiệu sinh tồn thứ năm. Tiếp theo nữa là sẽ có những cái khó khăn về hô hấp, người ta gọi là co kéo cơ hô hấp. Những cơ nào sẽ là cái cơ tham gia vào quá trình hô hấp gắng sức? Bình thường cơ hoành sẽ là lúc nó sẽ co vào và nó giãn ra, giúp chúng ta thở một cách rất là nhẹ nhàng. Chúng ta không có phải phân tán cái lực lượng của đó, nên là người bình thường mình thở mình thấy mệt, nhưng những bệnh nhân bị bệnh mình thở rồi cũng thấy mệt nữa. Bình thường thì cơ hoành tham gia vào quá trình hô hấp chỉ là chính. Thế khi mà bệnh nhân khó thở, khó thở thì hít vào, thì anh chị sẽ thấy này, có những cái cơ nào tham gia quá trình hô hấp này? Cơ ức đoàn chủ. Mình hít vào hết sức vậy, mình hít vào hết sức thì mình thấy cái cơ này nó nổi lên. Trên một cái bệnh nhân mà thấy cái cơ ức đoàn chủ này nó nổi lên thì bệnh nhân có đang khó khó thở. Cơ tiếp theo thứ hai nữa là cơ liên sườn. Các cơ liên sườn bình thường nó cũng không tham gia đâu, nó cũng không tham gia một quá trình thở gắng sức đâu. Lồng ngực nó xẹp rất một cách rất là thụ động, nó không mang tính chủ động. Chỉ khi nào mà bệnh nhân khó thở, thở gắng sức thì lúc này nó mới, các cơ lên giường nó làm bởi việc hết sức, nó co lại, nó kéo diện tích trước sau của lồng ngực lên để giúp không khí đi vào phổi một cách dễ dàng hơn. Thế khi cái cơ co kéo lên giường này mà nó hoạt động lâu dần, một ví dụ một ngày hàng hai sang ngày thứ hai, là bắt đầu bệnh nhân có những dấu hiệu triệu chứng là tức ngực. Tức ngực này không phải do tim, mà cái tức ngực này chính là do có co thắt cái cơ lưng sườn này. Và trong chăm sóc cũng không ai chăm sóc cái chuyện tức ngực ở trên một bệnh nhân khó thở cả, chỉ cần cho thở oxy khó thở giảm thì cái tức ngực nó cũng sẽ giảm. Hay người ta nói là trong các cái bệnh lý khó thở về hô hấp ấy, thì cái triệu chứng tức ngực nó chỉ là triệu chứng tặng kèm hay là những hàng đi kèm thôi. Đi kèm nữa là gì? Cái kia không có thì cái này nó không có. Nên trong y khoa mình, mặc dù bệnh nhân kêu là tôi tức ngực lắm nhưng không chăm sóc. Nhưng ngược lại cái tức ngực mà do suy tim ấy thì chắc chắn mình phải can thiệp. Mình không can thiệp là bệnh nhân sẽ tử vong thôi. Cái tức ngực can thiệp bằng thuốc, can thiệp bằng trấn an về tinh thần, về lo lắng, và vẫn phải thở oxy. Mặc dù cả hai cái thở oxy nhưng cái dấu hiệu tức ngực nó sẽ khác nhau. Anh chị phân biệt chỗ này nhá, và hiểu, mình hiểu được cái lý do vì sao mà khi khó thở nó lại tức ngực. Vâng, chị Tú hỏi gì, hỏi đi chị Tú. Dạ cô, mình có cách nào mà mình phân biệt được là cái đau tức ngực do suy hô hấp và đau là do suy tim không cô? Đó, rõ ràng mình phân biệt điều này. Cái đau do tim á thì nó đau ngay tại vị trí của tim, nó tức ngực tại tim rồi nó lan ra các vị trí khác. Mặc dù anh chị cho bệnh nhân thở oxy, cái dấu hiệu triệu chứng tức ngực có hết không? Không hết. Đau tức ngực không hết thì phải sử dụng thuốc của tim mạch can thiệp vào cái tim mạch đó thì nó mới hết được cái triệu chứng tức ngực. Còn tức ngực do khó thở thì nó tức ngực ở đây là do co kéo các cơ lên sườn, thì có bao nhiêu cái xương sườn bệnh nhân co kéo nó làm việc nhiều quá. Chị tưởng tượng giống như là bây giờ chị không tập thể dục đi, tự nhiên ông chồng chị lùa chị đi 2 ngày tập đá bóng đi, về toàn bộ cơ trong người chị nó sẽ đau, thì chị sẽ hiểu được cái cảm giác đau tức ngực do khó thở nghĩa là như nào. Hoặc bây giờ đơn giản nhất đi, chị ngồi chị thở cố gắng 15 lần, thở hết sức có thể vào 15 lần, chị sẽ thấy được cái ngực chị tức nó như thế nào, nó khác hoàn toàn so với suy tim.
À là nó chỉ tức ở các cái cơ lưng sườn này thôi, do cái cơ lưng sườn nó co, nó khác hoàn toàn với tức ngực do suy tim. Thì tốt phân biệt. Bây giờ mà mình muốn biết cẩn thận á, mình cứ hít đi, mình hít khoảng 10 nhịp dùng côn thôi, mình sẽ cảm nhận được là à, một bệnh nhân khó thở nó mệt cỡ nào, nó đau cái gì. Chỉ cần à, cái tức ngực này chỉ cần là gì ạ? Khi nồng độ CO2 trong máu nó giảm mà nồng độ oxy nó tăng lên, nó điều tiết được á, là trung tâm hô hấp nó hoạt động ổn lại một cái, nó không khó thở nữa, thì những cái gì ạ, cái cơ liên sườn kia nó được nghỉ, thì nó không tức ngực nữa. Đó là lý do người ta không có chăm sóc cái tức ngực trong bệnh nhân gì ạ, khó thở nhá. Không tức ngực, không chăm sóc cái tức ngực cho bệnh nhân khó thở liên quan đến hô hấp. Ok. Dạ em cảm ơn cô ạ. Vâng. À, nữa này, thế còn trên trẻ em thì sao? Trên trẻ em thì cái cơ liên sườn nó chưa có phát triển, đặc biệt trẻ nhỏ này đối với cơ liên sườn nó không phát triển anh chị, chưa có phát triển cơ liên sườn, cái cơ ức đoàn chủ này nó cũng chưa luôn, nên trẻ em nó sẽ thay thế hai cái dấu hiệu co thắt ở người lớn bằng cái việc nở cánh mũi này. Trẻ nhỏ 2 tuổi khi nó khó thở, cái cánh mũi này nó nở rồi anh chị, nó nở nó xẹp à, để cái gì, cái diện tích xoang mũi nó to hơn. Tiếp theo nó sẽ có cái rút lõm lồng ngực, lồng ngực giữa cái lồng ngực và bụng nó sẽ lõm hẳn xuống, nó lõm sẵn xuống để gì, nó kéo cái áp lực của lồng ngực để cho không khí đi vào một cách dễ dàng hơn. Vậy thì trên một cái bệnh nhi mà nhìn thấy nó lõm cái lồng ngực, rút lõm lồng ngực càng nặng thì bệnh nhân càng khó thở. À, vậy thì giữa người lớn và trẻ em nó khác nhau này. Người lớn thì có kéo cơ liên sườn, có kéo cơ ức đoàn trũng, hay bác sĩ người ta hay nói là thở co lõm. Nó co cái gì, nó lõm cái gì, nó lõm gì ạ, nó co cơ liên sườn và nó lõm cái là gì ạ, à, giữa cái khoảng xương sườn nó lõm lại với nhau, để là gì, để nó tăng đường kính trước sau của lồng ngực để nó cho không khí đi vào một cách dễ dàng hơn. Còn trẻ em thì nó là phập phồng cánh mũi này, rút lõm lồng ngực, chứ trên người lớn không có anh chị nào rút lõm được lồng ngực giống như trẻ em cả. Mà bởi vì là gì, à, cái cấu trúc giải phẫu của mình nó đã khác rồi, cái cơ hoành của trẻ em nó cực kỳ là mạnh mẽ nhá. Thế còn khi mà mình thở ra gắng sức thì sao? Bình thường mình thở ra là một cách thụ động, cái cơ hoành nó giãn ra tự động, cơ hoành nó co vào tự động, không khí trong phổi nó đẩy ra, nó đẩy ra một cách rất là thụ động, tức là mình không hề mất bất cứ một cái năng lượng gì trong quá trình thở ra cả. À, thế nhưng mà khi mà mình khó thở ở cái gì thở ra, bệnh nhân phải gắng sức để thở, thì cơ nào sẽ tham gia? Là cơ thành bụng trước. Không tin anh chị cứ thở như bình thường đi, rồi anh chị chỉ cần gồng cái cơ thành bụng một cái thôi, anh gồng cơ chị thành bụng một cái là cái, nó sẽ đẩy thêm ra được một miếng khí nữa, nó là gì, thở ra gắng sức. Thế khi mà bệnh nhân có những cái khó thở về thì thở ra, thì cái cơ thành bụng nó phải làm việc gì ạ? Nhiều hơn, bệnh nhân có thể gì ạ, đau cái cơ thành bụng nữa. Mà trên lâm sàng mình có thể thấy những dấu hiệu triệu chứng này. Vâng, anh Phước Long hỏi đi ạ. Anh Phước Long giơ tay hỏi cái gì ạ anh Long? Dạ, cô sẽ hỏi em lúc mà dùng bệnh nó dùng kháng sinh á, bây giờ có dấu hiệu là đau ngay cái phần mà cơ đau ngay phần trắng thủy á, chắc chắn là sẽ là đau bao tử hả cô ạ? Đa số 90% nó là do đau bao tử. Cái đau này nó kèm theo cái dấu hiệu triệu chứng nóng rát. Nóng rát, cái vùng này người ta gọi là vùng thượng vị anh, vùng thượng vị, và cái vùng này thì nó có các cơ quan là dạ dày này, gan này, cái phần thượng vị, phần hạ sườn đó bên dưới đó. Thì giữa gan và dạ dày nó cũng sát nhau thôi, nhưng mà do cái tiền sử là anh thấy anh nói thêm một cái câu là mẹ anh có uống thuốc kháng sinh thì nó đau, thì cái này người ta nghĩ đến khoảng 90% nó là do đau bao tử, do liên quan đến vấn đề dùng thuốc. Dạ còn gì không anh Long? Dạ cảm ơn cái cô. Này nó không gây khó thở, cái này không gây khó thở, cái dạ dày nó không có tham gia vào quá trình khó thở. À, nhưng mà ngược lại nếu như cái gan mà nó sơ á, anh chị sẽ thấy này, cái gan á, à, cái cơ hoành á là cái mà nó ngăn cách giữa lồng ngực và ổ bụng, bên dưới cơ hoành là nó bọc, cơ hoành nó bọc bên dưới cái cơ hoành này là sẽ là gan, anh chị hiểu không? Là gan. Thế khi những trường hợp mà gan to, gan sơ nó to lên, nó đẩy cái cơ hoành lên trên á, bệnh nhân cũng sẽ khó thở. Cái khó thở này là do gì ạ? Gan nó chèn ép lên trên, nó chiếm đi một cái diện tích của cái lồng ngực, nên khi là nó sẽ hạn chế cái chuyện mà lồng ngực nó nở ra thì nó gặp cái thằng gan ở dưới rồi, à, thì nó sẽ gây ra những cái trường hợp mà khó thở. Cái này nó lại không liên quan đến vấn đề về chức năng của hệ hô hấp, nhưng mà nó vẫn gây ra những dấu hiệu triệu chứng khó thở nhé. Nó được gọi là khó thở do chèn ép. À, anh chị còn nghe thấy nữa này, khó thở do tràn dịch. Ví dụ như là tràn dịch màng phổi thì không nói làm gì rồi, tràn dịch màng phổi thì chắc chắn nó sẽ gây chuyện khó thở rồi. Ví dụ như mà màng phổi không tràn, nhưng nếu mà màng bụng mà nó tràn thì anh chị thấy này,
bụng mà nó căng trướng lên á, bệnh nhân cũng sẽ khó thở. Những trường hợp mà nó tràn dịch đến mức mà gây cho bệnh nhân cái khó thở rất là nặng nề á, mặc dù anh chị có cho thở oxy đi chăng nữa thì nó chỉ cải thiện được một phần nào đó cái phần mà khó thở thôi, chứ nó không hết được gốc á. Thì người ta phải chọc dịch bằng bụng, khi giảm được cái dịch bằng bụng thì nó mới giảm được khó thở. Vì sao? À, vì gì á, nó lại liên quan đến cơ hoành phải không? Khi bụng mà nó trướng lên như thế này á, nó đẩy một cái lượng dịch rất là lớn lên thì nó tác động đến cơ hoành, nó đẩy cái cơ hoành bắt buộc cơ lên trên, nó không giãn ra được, nó không đi xuống dưới được, thì cái diện tích lồng ngực nó bị giãn xuống. Khi diện tích lồng ngực giãn xuống thì phổi nó khó nở ra hơn, thì bệnh nhân cũng có khó thở. Nhưng mình còn hỏi gì nữa không ạ? Cái đó gọi là khó thở do tràn dịch đa màng, các màng, màng phổi, màng tim. Tràn dịch màng tim nó cũng ảnh hưởng đến khó thở nha anh chị nha. Mình có hỏi gì nữa không ạ? Vậy thì mình nhớ cho cô này, khi bệnh nhân có khó thở nó sẽ biểu hiện bằng cái thứ nhất là biến động nhịp thở, thở nhanh hoặc thở chậm, và thở chậm bao giờ nó cũng sẽ nguy hiểm, trừ trường hợp thở chậm, trừ trường hợp những bệnh nhân có tập luyện thể dục thể thao. Ừ, giống như tim mạch ạ, những cái bệnh nhân mà thường xuyên tập thể dục thể thao á, cái nhịp thở người ta sâu lắm anh chị, một nhịp người ta thở một nhịp thôi là mình bằng mình thở một nhịp rưỡi thôi, nên nhịp thở người ta rất là chậm nhưng người ta rất là khỏe, bởi vì người ta cái cơ hô hấp nó được rèn luyện rất là khỏe rồi trong cái quá trình mà người ta tập vận động, cái khối lượng thở, cái dung tích phổi của người ta chứa ghê đó. À, biến động nhịp thở hai có kéo cơ hô hấp, ba là SpO2 nó giảm, bốn nhịp thở, nhịp tim cũng sẽ tăng, bệnh nhân hồi hộp, kích thích, vật vã, nặng nữa. Tiếp tục cái dấu hiệu đó nó không được xử trí nữa thì bắt đầu sẽ dẫn đến các dấu hiệu là tím. Tím thì nó sẽ xanh hay còn gọi là xanh tím á, thì nó sẽ tím ngoại vi và tím trung tâm, tím môi và tím đầu chi. Tím môi người ta gọi là tím trung tâm khi cái môi của bệnh nhân nó tím bầm lên á, nó tím bầm lên. Rồi các cái đầu móng tay này bắt đầu đỏ. Thì khi tím thì bao giờ nó cũng sẽ tím từ ngoại vi trước rồi nó về tím trung tâm. Thế khi mà bệnh nhân nó tím hết cả cái môi, cái thầm mồm mồm của bệnh nhân rồi á, da nó xanh xanh, nó tái, nó xanh đi, nó sờ vào da nó rất là lạnh ấy. Thì những trường hợp đó bệnh nhân đang là gì ạ? Đang thiếu oxy một cách rất là trầm trọng, để bằng mọi cách cung cấp oxy cho bệnh nhân. À, đó là dấu hiệu tím. Thế tại sao có cái hiện tượng xanh tím này? Thì người ta chứng tỏ rằng là à, cái việc mà khi mà hô hấp nó có vấn đề á thì oxy nó không đến được tế bào, khi không có đến được tế bào thì CO2 nó ứ lại tại tế bào và nó gây ra các cái hiện tượng và gì ạ, tím lên như vậy. Còn ở trên trẻ em, người lớn thì mình nó chỉ có tím đầu móng tay này này, đầu móng tay này, tím môi thôi, còn trên trẻ em, đặc biệt trên trẻ nhỏ, nó có thể tím toàn thân anh chị, cả người nó tím đen. Còn trên người người lớn mình thì sẽ không thấy cái hiện tượng mà tím toàn thân đâu, tím toàn thân thì chắc phải cứ 2 3 ngày rồi mới tím được toàn thân, nhưng người người khỏe nó chỉ tím môi và tím đầu chi thôi. Nên thực ra là cái đầu của các móng tay móng chân này này với y khoa mình nó rất là quan trọng, người ta sẽ thăm khám cái dấu hiệu đổ đầy máu mạch, đây là một trong những cái dấu hiệu mà chứng tỏ tiền sốc. Tiền sốc là gì? Trên những bệnh nhân chuẩn bị rơi vào sốc thì cái dấu hiệu tuần hoàn ngoại vi nó sẽ giảm, tức là mình ấn vào móng tay một lúc này, ấn một lúc xong mình buông ra, thế mà nó thấy nó hồng trở lại là tuần hoàn ngoại vi tốt, là mình ấn là nó thấy nó trắng bệt ra một lúc, đếm được khoảng 2 giây, 1, 2, nó bắt đầu mới dần dần nó hồng chậm chậm trở lại, thì đó mà là giãn tuần hoàn ngoại vi. Kèm theo giãn tuần hoàn ngoại vi tức là đang máu nuôi dưỡng ở cái phần ngoại vi kém này, mạch ngoại vi nó co lại này, tay chân bệnh nhân sẽ lạnh này. Vậy thì đó là một trong những cái dấu hiệu triệu chứng khám rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, nhưng người ta sẽ phát hiện được những trường hợp chuẩn bị sẽ có sốc xảy ra. Nên cái móng tay của con người rất là quan trọng. Mình sơn móng tay mình sơn 9 ngón rồi mình chừa lại 1 ngón, sơn 10 ngón là bác sĩ có chỗ đây khám. Đấy, vui vậy thôi ạ. À, nhưng mà đúng đấy ạ. Thế thì khi mà có những vậy thì trên lâm sàng cái dấu hiệu nào người ta hỏi anh chị nhỉ? Thế trên lâm sàng dấu hiệu nào là dấu hiệu nặng nhất của hiện tượng của hô hấp? Một, có kéo cơ hô hấp. Hai, tăng nhịp thở. Ba, chậm nhịp thở. Bốn là tăng SpO2. Năm là xanh tím. Thì dấu hiệu nào nặng nhất ạ? Dấu hiệu nào nặng nhất trên lâm sàng anh chị? Lớp có nghe không ạ? Lớp có đang nghe không anh chị ơi? Chẳng nghe bình thường cô à, Vâng. có Thế cái dấu hiệu nào là nặng nhất ạ?
Em nghĩ là xanh tím đúng không cô? Vâng, nó có cái trong câu hỏi kiểm tra, bởi sau mình kiểm tra 15 phút vào cái hệ này anh chị nhá. Thì xanh tím nó là cái dấu hiệu biểu chứng là nặng nhất rồi. À, nếu xanh tím mà còn không được xử lý nữa là nên thui. Thế là bệnh nhân sẽ gì ạ? Tử vong đấy. Nên là một trong những trường hợp mà thấy bệnh nhân tím là phải gì ạ? Lo thở oxy trước đi, chứ không phải là đứng đó lo đói mê hoài nữa đâu nha. Nó có câu hỏi trắc nghiệm. Ừ. Vậy thì khi bệnh nhân khó thở thì cái trung tâm hô hấp nó thích nghi như thế nào? Ừ, thích nghi bằng cách là tăng nhịp thở lên, thở nhanh hơn để đẩy bớt CO2 ra ngoài. À, nhịp tim thì nó thích nghi bằng cách là tăng nhịp tim. Ừ, thì nãy cô cũng có nói rồi, giải thích cơ chế rồi. Thích nghi của máu thì sao? Thì cái erythropoietin đó, do tủy xương hồng cầu nó tiết ra thì nó vận chuyển oxy và nó tái phân bổ lại máu. Thì cái trung tâm này á nó kích thích và gì ạ? Nó tăng tiết não và tim lên để gì? Nó tăng tiết cái erythropoietin lên để điều chỉnh, đây là thích nghi của máu. Thích nghi của mô nghĩa là gì? Đó là các tế bào á. Ừ. Thì nó tăng men, tăng chuyển hóa và nó tăng sử dụng oxy tại các mô. Vậy thì cơ thể mình nó cũng có sự thích nghi, nên một số trường hợp mà ví dụ như là chỉ có biến độ nhẹ á, thì mình thở hồng hộc, ví dụ mình chạy thể dục đi, mình sẽ thở hồng hộc khoảng 5-10 phút, sau khi điều chỉnh lại thì cái nhịp thở tự động sẽ điều tiết xuống lại. À, thì cơ thể nó phải có cái sự thích nghi của nó. À, đối với những trường hợp biến động nhẹ, khi nó vượt qua cái sự thích nghi của cơ thể người, vượt qua cái sinh lý thì nó mới trở thành bệnh lý được anh chị ha. Rồi mình cần có câu hỏi gì về cái bài mà word này nữa không ạ? Nếu mình không hỏi gì thì hôm sau các anh chị đi học đầy đủ dùm cô ha. Chiều thứ bảy tuần sau mình đi học đầy đủ, mình sẽ học tiếp bài sinh lý rối loạn sinh lý bệnh chức năng thận tiết niệu, sau đó là tiêu hóa trước đi, ba bài mình sẽ kiểm tra vô ba bài, một là sinh lý hệ tuần hoàn, hai là hệ hô hấp, ba là hệ tiêu hóa. Mình sẽ là sau mình học đến khoảng 3 giờ 3 rưỡi gì đó mình sẽ làm một cái bài kiểm tra 15 phút anh chị ha. Dạ, chị Tú hỏi gì Tú? Dạ cô cho em hỏi là Một mình tuần sau thứ ba mình kiểm tra là mình kiểm tra hai cái bài vừa học có phải không cô? ba bài cô vừa đọc xong này anh chị nghe này, bài thứ nhất là hệ tuần hoàn, bài thứ hai là hệ hô hấp, là hai bài này cộng thêm một bài tiêu hóa bữa sau cô giảng nữa, học xong bài tiêu hóa là mình kiểm tra luôn Tuần hoàn hô hấp Dạ tiêu hóa. tuần sau mình sẽ thi trên, kiểm tra trên Google Form anh chị ha, cũng đơn giản thôi, không có gì khó đâu. Dạ. Vâng. Rồi mình còn hỏi gì không ạ? Không hỏi gì thì bữa nay lớp mình kết thúc ở đây nha. Hôm sau lớp đi đầy đủ dùm cô để mình làm bài kiểm tra 15 phút. Vâng, cảm ơn cả Dạ, lớp. chào cô. Dạ, chào các Dạ, anh ấy. chào cô. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Dạ, chào cô chào ạ. cô ạ. Đúng là đến đây không nhỉ? Đã học dở đến đây đó, phần sơ giữa sơ vữa động mạch này là mình học xong rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi đó cô. Vâng, à, vậy thì sang cái phần tiếp theo là cao huyết áp. Vậy thì định nghĩa về cao huyết áp. Cái phần này xong chưa ta? Lớp của anh chị nào ghi bài đến đây đến đâu rồi không? Cô không nhớ rõ lắm là mình đi xong cái phần huyết áp hay chưa nữa. Hay là hình như là xong cái phần chưa, cái mặt huyết áp cô à, mới đến đây rồi đúng không ạ? Đúng rồi ạ, đúng rồi. Vậy thì đầu tiên mình phải hỏi, phải hiểu được là huyết áp là gì. Huyết áp là áp lực của máu lên thành động mạch thì nó được gọi là huyết áp nha. Áp đây là áp lực, huyết là áp lực của máu lên thành của động mạch. À, và những cái gì nó ảnh hưởng đến cái áp lực của máu lên cái thành động mạch này, khi tăng cái áp lực của máu lên thành động mạch thì đồng nghĩa với việc huyết áp sẽ cao. Vậy thì những cơ chế nào nó sẽ làm cao huyết áp? Vậy thì cái huyết áp, tức là cái áp lực này, nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau, có 3 yếu tố. Thứ nhất là cung lượng tim. Cung lượng tim là có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái lượng máu mà tim bóp đi để nuôi cơ thể trong một đơn vị thời gian thì được gọi là cung lượng tim. Khi cái cung lượng tim này nó tăng lên thì đồng nghĩa với việc áp lực trong lòng mạch nó cũng tăng, thì gọi là tăng huyết áp do tăng cung lượng tim. Thứ hai là tăng sức cản ngoại vi. Sức cản ngoại vi đây là cái gì? Là chính là cái hiện tượng xơ vữa thành mạch đấy anh chị. Mạch nó xơ vữa lên thì nó làm tăng sức cản ngoại vi.
thứ hai là trong những cái trường hợp mà mình xài các loại thuốc co mạch, hoặc khi mình lo lắng, mình hồi hộp, mình sợ hãi một vấn đề gì đó, dưới tác dụng của cái dây thần kinh adrenaline thì nó làm mạch nó co lại. Khi mạch nó co lại thì nó cũng làm tăng cái sức cản ngoại vi lên và nó làm cho bệnh nhân cao huyết áp. Thì cái này là cao huyết áp do tăng sức cản ngoại vi. Hoặc là cả hai cái yếu tố đều vượt qua cái khả năng điều chỉnh của cơ thể thì nó dẫn tới là tăng huyết áp, tức là vừa tăng cung lượng tim vừa tăng sức cản ngoại vi thì nó đẩy đến huyết áp tăng cao hơn nữa. Vậy thì người ta quy định khái niệm rằng là khi huyết áp tối đa trên 140mm thủy ngân thì gọi là tăng huyết áp tối đa, hay còn gọi là tăng huyết áp tâm thu. Tâm thu tức là gì ạ? Là khi tâm thất, khi quả tim nó thu lại, nó bóp một lượng máu, tống máu đi lên gì, lên động mạch thì nó gọi là huyết áp tâm thu, hay còn được gọi là huyết áp tối đa, hay có một cái tên gọi là huyết áp mắc, huyết áp mắc, huyết áp min. Mắc min là lớn nhỏ đấy ạ. Huyết áp tối thiểu được gọi là cao huyết áp khi trên 90mm thủy ngân thì được gọi là cao huyết áp. Trên thực tế lâm sàng có những bệnh nhân chỉ tăng huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu bình thường. Ví dụ như huyết áp bệnh nhân 180/70 thì nó chỉ là tăng huyết áp tối đa thôi, huyết áp tối thiểu bình thường. Nhưng có những bệnh nhân là vừa tăng cả huyết áp tối đa, vừa tăng cả huyết áp tối thiểu. Vừa tăng cả huyết áp tối đa và vừa tăng cả huyết áp tối thiểu. Tức là ví dụ như trường hợp là bệnh nhân là 190/100 thì cả huyết áp tối đa và cả huyết áp tối thiểu nó đều tăng. Và trong cái khái niệm định nghĩa này thì nó có một cái khái niệm định nghĩa nữa, người ta gọi là huyết áp kẹt, kẹt hay còn gọi là kẹt. Kẹt có nghĩa là khi lấy huyết áp tối đa trừ đi huyết áp tối thiểu thì nó nhỏ hơn hoặc bằng 20mm thủy ngân thì được gọi là huyết áp kẹt. Cái huyết áp kẹt này á, ví dụ như là huyết áp bệnh nhân là 100/80 thì anh chị lấy 100, anh chị trừ cho 80 thì cái hiệu số này nó bằng có 20 thôi. Khi cái hiệu số này nó nhỏ chứng tỏ rằng là cái tim bơm máu nó không hiệu quả. Tim nó bơm máu không hiệu quả, nó không đủ áp lực ở trong thành mạch và cái hiệu suất bơm máu của tim nó giảm. Thì đó cũng là những cái trường hợp mà cần phải chú ý. Và trong các trường hợp thì huyết áp kẹp nó nguy hiểm hơn cả huyết áp tối đa nữa đấy, tăng huyết áp tối đa nữa đấy. Về phân loại về cao huyết áp thì nó có hai, theo nguyên nhân ấy, thì nó có hai loại. Một là cao huyết áp nguyên phát hay còn gọi là cao huyết áp vô căn. Vô căn có nghĩa là nó không rõ được cái nguyên nhân thì nó chiếm khoảng 90-95%. Và anh chị thấy rõ rằng là đa số nó là cái cao huyết áp vô căn, tức là mọi thứ vẫn diễn ra cho đến bình thường. Mình vẫn sinh hoạt, anh vẫn sinh hoạt như thế, vẫn sống như thế bao nhiêu năm, vô tình tình cờ đợt này mình đo huyết áp thấy nó lên, hoặc tự nhiên đợt này thấy cứ hay hồi hộp, đau đầu, chóng mặt, đỏ bừng mặt, đi đo huyết áp thì thấy nó lên. Thì nó không có căn nguyên gì hết, và người ta chỉ thấy rằng có các yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ là gì? Là những cái yếu tố thúc đẩy cho cái việc mà bệnh nhân dễ dính cái cao huyết áp này, ví dụ như là bệnh nhân béo phì, bệnh nhân trì trệ về vận động. Thì trên những cái nền một người bệnh như thế thì cái khả năng cao nó sẽ có cái cao huyết áp. Tại sao nó không được cho là nguyên nhân? Nếu béo phì mà được cho là nguyên nhân của cao huyết áp á, thì béo mà là nguyên nhân của cao huyết áp á, thì tất cả những người béo nó phải cao huyết áp cơ, thì đó mới được gọi là nguyên nhân. Nhưng thực tế mà nói, mình vẫn thấy có rất nhiều người huyết mập, rất là mập nhưng mà lại huyết áp lại thấp chứ không cao, nên nó chỉ là yếu tố nguy cơ thôi chứ nó không phải là nguyên nhân. Và người ta không tìm được cái nguyên nhân là tự nhiên vì sao nó tăng, nên nó được gọi là vô căn. Vô căn là không có căn nguyên, không có lý do. Và khi không có lý do thì không có điều trị được cái gốc của nó, là mình chỉ điều trị cái triệu chứng thôi. Tức là nó tăng lên thì mình hạ nó xuống thôi, bằng mọi cách mình đè bớt nó xuống lại, mình kiềm hãm cái chuyện tăng này lên để bớt đi cái gì, cái nguy cơ của các vấn đề về cao huyết áp gây ra, các biến chứng của cao huyết áp gây ra. Biến chứng gì thì tí nữa phần cuối mình sẽ học. Loại tăng huyết áp thứ hai người ta gọi là tăng huyết áp thứ phát, hay còn gọi là tăng huyết áp triệu chứng. Thứ phát nghĩa là thứ là thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm sau một cái gì đó. Ví dụ như là một trên bệnh nhân huyết áp bình thường nhưng đợt này suy thận cấp dẫn thêm là huyết áp cao. Thế khi mà anh chị cần chỉ điều trị hết cái suy thận cấp thôi thì huyết áp nó sẽ về. Hoặc bình thường người bệnh nhân đã không cao huyết áp nhưng khi mang bầu vô một cái là tăng huyết áp, thì người ta gọi là tăng huyết áp thai kỳ. Thế hết thai kỳ thì huyết áp phải trở về bình thường. Nhưng hết thai kỳ mà bệnh nhân vẫn còn cao huyết áp thì đó là gì ạ? Không còn đơn thuần là tăng huyết áp thai kỳ nữa, mà nó chuyển sang luôn thành tăng huyết áp vô căn luôn rồi.
thì cái này nó chỉ chiếm khoảng 5% thôi, tức là chiếm rất là ít thôi. Mình điều trị hết cái nguyên nhân thì triệu chứng cao huyết áp nó sẽ hết. Đó. Vậy thì cái này á, là cao huyết áp nó chỉ là cái triệu chứng phụ của một số bệnh nào đó thôi. Vậy thì những cái nguyên nhân cao huyết áp thứ phát mà hay gặp đó là do các nguyên nhân xơ vữa thắt động thành động mạch. Thì cái hôm trước mình đã trình bày cái cơ chế vì sao cái thành động mạch này nó xơ vữa rồi, nó giảm cái khả năng đàn hồi của thành mạch và tăng cái sức cản ngoại vi lên. Thứ hai là các bệnh thiếu máu thận do cái hệ thống angiotensin, thì cái này hôm sau mình sẽ được học rất là kỹ ở bài sinh lý bệnh hệ thận tiết niệu. Rồi đó nội tiết, ví dụ như là trong các cái u tuyến tủy thượng thận thì nó sẽ tăng tiết cái adrenaline và cái các cái hormone nó làm gây co mạch, và khi co mạch thì huyết áp nó cũng sẽ tăng lên anh chị ha. Thì cái sơ đồ người ta giải thích cái tăng huyết áp do cái hệ thống adrenaline adenosine á, thì đa số nó kích hoạt cái hệ thống adenosine genin adenosine 2 á, thì nó sẽ gây ra cái cao huyết áp. Và cái cơ chế nó được giải thích là adenosine dưới tác dụng của renin thì nó chuyển đổi thành androsterone, và cái androsterone này thì nó giữ nước, và khi giữ nước thì cái áp lực trong lòng mạch nó tăng lên, dẫn đến là khối lượng tuần hoàn tăng và cao huyết áp. Cơ chế thứ hai nữa, chính cái renin này nó sẽ tác động vào cái angiotensin, chuyển thành angiotensin 1 rồi chuyển hóa thành angiotensin 2, mà angiotensin 2 nó co mạch. Cả hai cái yếu tố này vừa co mạch vừa tăng dung lượng, tăng lưu lượng tuần hoàn thì huyết áp nó đẩy lên rất là nhanh. Đây là một cái cơ chế của cái hệ renin angiotensin 2 do tuyến thận và tuyến tủy vỏ thượng thận nó bài tiết ra để nó điều chỉnh về cái huyết áp. Nhưng thực chất mà nói, khi anh chị thấy rằng khi bệnh nhân suy thận ấy, hoặc là các bệnh lý về tuyến vỏ thượng thận, tuyến thượng thận phía trên này anh chị, thì bệnh nhân gần như là tất cả bệnh nhân đều có cái triệu chứng cao huyết áp. Hôm sau mình sẽ đi kỹ hơn ở bài thận tiết niệu anh chị ha, mình sẽ còn gặp lại nó nữa. Còn các cái cao huyết áp nguyên phát thì sao? Vì mình nói rằng là nó không có không, cao huyết áp nguyên phát thì nó không có cái nguyên nhân rõ ràng cụ thể. Người ta chỉ thấy các yếu tố nguy cơ nó sẽ làm tăng huyết áp lên thôi. Ví dụ các nguy cơ làm tăng cung lượng tim như là cái thói quen ăn mặn. Mình ăn mặn lâu năm nhiều ngày thì cái natri trong máu nó cao và nó kích hoạt hệ thống adenosine của tuyến thượng thận. Rồi những yếu tố về thần kinh như căng thẳng, stress, rồi xơ vữa các thành động mạch, rồi bệnh nhân dư cân, hạn chế về trì trệ về vận động thì nó làm tăng các cái sức cản ở ngoại vi lên và làm tăng huyết áp. Đó là cái cơ chế chính gây cái tăng huyết áp nguyên phát này nhỉ ha. Vậy thì hậu quả của khi cao huyết áp, hậu quả là gì? Hôm trước mình có nói ở trên cái hình giải phẫu của hình tim cho các anh chị rồi á, cái từ mà dày thành đất trái hôm trước mình giải thích và cho xem hình rồi, anh chị còn nhớ không ạ? Đây là hình ảnh của phì đại cơ tim, hay người ta còn gọi là dày thành thất trái. Anh chị rõ nhìn thấy cái đây là cái thành của cái tâm thất trái, nó tăng nó dày lên. Thế thì hậu quả tại sao cái thất trái này nó dày? Hôm trước mình nói rồi, khi huyết áp tăng tức là áp lực ngoại vi bên trên nó rất là cao thì con tim nó phải làm việc mạnh hơn thì nó mới đẩy được một cái lực để vượt qua cái lực của cái van động mạch ấy. Thì khi nó làm việc cố gắng hết sức nhiều lần như vậy rồi á, thì cái cơ này nó sẽ phát triển, nó lên làm dày cái thành thất trái này. Khi cái thành thất trái mà nó dày lên lúc đầu thì nó hiệu quả, nhưng sau một thời gian ấy thì cái cơ này nó quá chỉ là dày, nó dẫn đến cái cơ tim này nó bị xơ hóa. Khi xơ hóa đi rồi thì cái lực bóp nó lại giảm. Cái cơ này nó dày nhưng mà nó xơ hóa thì nó bắt đầu nó giảm cái lực lực bóp xuống, thì dẫn đến rằng là một thời gian nữa lâu dần thì cái quả tim này nó bị suy, và đầu tiên nó sẽ suy tim trái trước. Một khi suy tim trái thì nó sẽ ứ dịch ở ngoại vi và nó suy tăng tiếp là suy tim phải, rồi nặng nữa là nó suy cả trái cả phải, thì người ta gọi là suy tim toàn bộ nha. Đây là cái cơ chế hậu quả của việc cao huyết áp dẫn đến suy tim lâu ngày, sẽ dẫn đến suy tim chủ yếu là suy tim trái. Trước mắt đầu tiên là suy tim trái trước, sau đó sẽ suy tim phải, và nặng nữa muộn nữa thì nó là sẽ suy tim toàn bộ. Nên là khi có các cái hậu quả như thế này này, mình phải kiểm soát cái huyết áp để làm gì ạ?
chứ không phải là để khỏi bệnh, mà lại đừng cho những cái biến chứng này nó xảy ra. Ví dụ suy tim nó cũng được coi là một biến chứng của cao huyết áp. Tiếp theo là suy thận. Suy thận thì hôm sau mình sẽ giải thích rất là rõ ở cái cơ chế màng lọc. Khi áp lực lên, áp lực trong lòng mạch nó cao á, thì nó cũng sẽ làm tăng cái áp lực ở cái cầu thận. Khi tăng áp lực trong cái bọc bao man á, thì nó làm tổn thương các cái màng lọc ở cầu thận. Và lâu dần các cái màng lọc này nó thủng dần đi, thì nó dẫn đến các cái nguy cơ là nó thoát protein niệu ra ngoài, rồi nó thoát hồng cầu ra ngoài. Tức là cái dấu hiệu triệu chứng của suy thận. Thì ở cái phần thận tiết niệu, cái cơ chế của suy thận thì mình lại gặp nó tiếp một lần nữa. Tức là nó có giữa cái vòng tuần hoàn giữa tim và thận, nó có liên quan rất là mật thiết với nhau đấy anh chị. Về tiếp theo, biến chứng tiếp theo của cao huyết áp nữa, đó là nó gây nhồi máu ở những mạch quan trọng. Những mạch quan trọng đó là mạch não và mạch tim. Thì anh chị thấy tại mạch não và mạch tim là những cái mạch mà nó phải chia nhỏ rất là nhiều lần và nó nuôi những cơ quan rất là quan trọng. Cơ thể mình thì có não và tim là quan trọng nhất. Thì tại những cái mạch nhỏ như vậy mà nó gây ra những cái cục huyết khối á, những cái cục huyết khối, thì nó dẫn đến là nhồi máu, hoặc các cái mạch máu mà nó căng ra trong một thời gian dài á, thì nó sẽ gây phình. Phình thì nó sẽ vỡ, nó giống như một cái quả bong bóng mình bơm lên căng quá thì nó sẽ vỡ bùm cái, là nó gây ra cơ triệu chứng là xuất huyết. Nặng nhất là xuất huyết não. Rồi xuất huyết gì ạ? Xuất huyết các mạch vành. Mạch vành là cái mạch mà nó nuôi tim á. Hôm trước mình học về giải phẫu sinh lý bên phía trên, hôm trước cô đã chỉ cái hình rồi đấy ạ. Rồi hậu quả tiếp theo nữa là cái hiện tượng mà phù nề xuất huyết võng mạc ấy. Thì cái võng mạc mắt ấy, thì có cái mạng lưới võng mạc nó ở phía sau đáy mắt ấy. Khi áp lực nó tăng cao lên thì rất dễ gây ra những cái điểm xuất huyết. Mà khi có những cái xuất huyết ở vùng phía sau ấy, thì nó sẽ cản trở cái việc mà phản chiếu cái hình ảnh qua cái thấu kính. Thì thường là bệnh nhân nhẹ chưa có dấu hiệu triệu chứng gì thì bệnh nhân sẽ là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Nhưng mà khi có những biểu hiện xuất huyết về võng mạc rồi á, thì người ta gọi là cái dấu hiệu ruồi bay trước mắt anh chị. Tức là vùng phía sau võng mạc ấy, nó có một cái điểm xuất huyết nhẹ, thì khi mình nhìn ra phía trước anh chị sẽ thấy có cái đốm đen, mà đốm đen đó anh chị nhìn đi đâu thì nó sẽ đi theo đó, nó giống như con ruồi nó bay trước mắt ấy. Thì đó là những cái dấu hiệu triệu chứng của cái xuất huyết võng mạc này. Vậy thì để khắc phục được cái hậu quả này thì mình phải uống thuốc huyết áp một cách đều đặn và thường xuyên, không được quên thuốc và không được bỏ thuốc. Bỏ thuốc một cái là huyết áp nó tăng vọt lên và các nguy cơ biến chứng bắt đầu nó xảy ra. Nên là có những cái bệnh nhân người ta hỏi, thế lỡ may mà tôi lỡ quên cao huyết áp được không? Lỡ quên thì làm sao? Thì thường nhân viên y tế người ta không có nói nối giáo cho bệnh nhân là nên lỡ quên thì nên chưa uống lại. Ta nói rằng là tốt nhất là không được quên, không được bỏ thuốc huyết áp. Để tránh cái chuyện quên đó thì mình chia thuốc ra theo khay. Có rất nhiều những người ông bà già mà lớn tuổi, người ta sẽ chia khay sáng, ví dụ như là trên một cái khay thuốc đang có sáng, trưa, chiều, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, thứ bảy, có những cái khay mà nó nguyên một tuần như vậy. Người già thì hay lú lẫn thì con cái chia sẵn thuốc bỏ vào các ô theo các thứ như vậy. Ăn cơm xong thì thường ăn cơm xong khoảng 15 phút mình uống thuốc để thành cái thói quen và nó nhớ, nó không có bị lúc trước lúc sau gì, nó là dễ quên thuốc lắm. Thì ví dụ chợt lúc nào đó biết mình uống thuốc rồi hay chưa, cái tình trạng này là rất là gặp ở rất là nhiều bệnh nhân. Bệnh nhân hay hỏi là được không biết là uống thuốc rồi hay thuốc chưa, nó không nhớ được luôn đó. Thì đó là cái cách tốt nhất, mình chia theo khay, mang cái khay thuốc ra, thấy cái ô đó nó trống tức là bệnh nhân uống rồi, còn thấy cái khay thuốc nó còn thì tức là bệnh nhân gì ạ, chưa uống. Cách nữa là có thể hướng dẫn bệnh nhân cài đặt cái đồng hồ báo thức, cứ đến giờ đó là người ta sẽ kêu, là đồng hồ nó kêu lên thì bệnh nhân đi lấy thuốc uống, là nó đều đặn, nó thường xuyên. Và không được phép quên thuốc, khi mà bệnh nhân quên thuốc thì rất là tăng cái nguy cơ mà đột quỵ não hoặc là xuất huyết não nó sẽ xảy ra. Còn nếu như mà lúc mình điều trị, lúc mình không á, thì huyết áp nó không ổn định, lâu dần, lâu dài dần thì cái quả tim và quả thận nó sẽ bị suy theo. Còn khi mà huyết áp nó tăng vọt lên quá mức á, tăng vọt lên quá mức thì nó có những cái nguy cơ như xuất huyết võng mạc và xuất huyết các mạch máu ở não, gọi là tai biến mạch máu não đấy. Anh chị có muốn hỏi câu hỏi nào về cái cao huyết áp không, để mình chuyển sang cái phần tiếp theo là hạ huyết áp ạ? Dạ có ạ. Dạ.
À, cô cho em hỏi cái chỗ mà huyết áp kẹp đó cô. Em có cái thắc mắc là ví dụ như khoảng cách 20 là sẽ là rơi vào huyết áp kẹp, ví dụ là 10 trên 8 hoặc là 11 trên 9, là tức là khoảng cách 20 là huyết áp kẹp thôi, còn lại là không phải đúng không cô? Dưới người ta ví À dụ dưới. là nhỏ hơn hoặc bằng, Dạ. nhỏ hơn hoặc bằng, tức là ví dụ như càng kẹp bao nhiêu thì trên lâm sàng càng nguy hiểm bấy nhiêu. À, chị phải biết ví dụ như là huyết áp bệnh nhân 100 trên 90, tức là hiệu số giữa sự hiệu số chênh giữa hai cái này nó còn có 10 thôi, 10 mm thủy ngân thôi chẳng hạn, thì là những cái trường hợp đó là gần như các cái tế bào phía ngoài nó không đủ máu và oxy nuôi dưỡng nữa, vì hiệu số giữa hai cái không có, tức là cái sự chênh lệch của cái quả tim nó bóp anh chị không, nó huyết áp nó cao là bởi vì gì? Huyết áp nó chênh nhau, nó có một cái khoảng như vậy là bởi vì khi quả tim nó bóp này, nó tống được lượng máu đi này, thì nó giãn ra đúng không, để nó hút máu về đó, thì đó gọi là huyết áp tâm trương. Mà huyết áp tâm thu thì chị thấy hai cái nó sát nhau như thế này, tức là đồng nghĩa với cái việc quả tim bóp đi, nó không có được máu đi nuôi dưỡng, nó rất là kém, tim nó bóp máu không có hiệu quả, nó không tống được máu lên trên thòng thành mạch, nên nó không có cái độ chênh giữa hai cái huyết áp. Nên là các cái nguyên nhân do cái huyết áp kẹp thì có nhiều nguyên nhân nhưng mà thường là cực kỳ nguy hiểm. Dạ rồi, em cảm ơn cô ạ. Rồi còn ai hỏi gì nữa không ạ? Dạ cô ơi, cho em hỏi ạ. Tức là nếu mà theo cái khái niệm mà đơn thuần, như ví dụ là mình nói thêm một chút của chị Yến nhá. Nếu theo cái khái niệm đơn thuần là tăng huyết áp tối đa và tối thiểu thôi á, thì mình sẽ bỏ sót mất cái huyết áp kẹp. Ví dụ bệnh nhân là huyết áp 100 trên 80 thì cả cái trên bên trên 100 bình thường và cái dưới nó vẫn bình thường, nhưng nó lại là một trường hợp nặng mà cấp cứu phải không? Nên là mình phải nhớ thêm cái khái niệm nữa là có cái khái niệm là của huyết áp kẹp, hay còn gọi là kẹp nhé. Vâng, chị nào nói nữa ạ? Dạ cô ơi, cho em hỏi xíu à. Dạ. Dạ thì để chẩn đoán một người mà bị cao huyết áp á, ngoài việc đo ra mình có thể xét nghiệm máu hay là làm thêm gì nữa không cô, hay là Dạ chỉ không. cần là Cao huyết áp thì đo huyết áp chính xác nhất và dạ. hiệu quả nhất để đánh giá được là cao huyết áp, chứ tất cả cái kia không. Nhưng mà cao huyết áp thì mình loại trừ một trường hợp nữa gọi là cao huyết áp áo choàng trắng, anh chị nghe thấy ạ? Nếu như anh chị nào mà làm điều dưỡng, mà lớp này có điều dưỡng, nếu anh chị làm bệnh viện thì anh chị sẽ thấy có một cái hội chứng gọi là hội chứng tăng huyết áp áo choàng trắng. Tăng huyết áp áo choàng trắng nghĩa là gì? Nghĩa là ở nhà bệnh nhân tôi bình thường thì chả sao hết đó, nhưng có thể nhìn thấy bác sĩ một phát là huyết áp nó lên. Nhìn thấy bác sĩ thì mà cái là nó lên, bác sĩ không làm gì cả, nhưng cứ nhìn thấy cái áo trắng, hoặc là chỉ cần bước chân vô đến bệnh viện chuẩn bị ngày nay ngày mai đi khám, có khi tối nay đây là tăng huyết áp rồi. Thì cái đó người ta gọi là hội chứng áo choàng trắng. Thì cái lúc đó nó không phải cái huyết áp mà mình đo được trên những bệnh nhân đó, nó không mang tính chất quyết định là bệnh nhân có cao huyết áp hay không. Nên rất nhiều trường hợp trên lâm sàng lên bệnh viện khám huyết áp bệnh nhân 145 hay 150, bác sĩ người ta vẫn kêu là về theo dõi lại huyết áp, chứ người ta không cho dùng thuốc, là bởi vì người ta nghĩ nhiều đến chuyện à, bệnh nhân hồi hộp nó sẽ tăng lên một chút xíu, khi về nhà cuộc sống ổn định thì nó trở lại. Thì nếu mà để chính xác hơn nữa như vậy á, thì nên khuyên huyết áp bệnh nhân là đo huyết áp tại nhà, trên những trường hợp mà nó cứ lên lên xuống xuống thì tốt nhất là trong nhà nên có một cái máy đo huyết áp, mà máy đo bằng gì ạ? Bằng khử tay, chứ không đừng có mua ở cổ tay nha các anh chị. Huyết áp mua ở cổ tay nó không có chính xác, nó dao động nhiều lắm nên cái kết quả nó không chính xác. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Dạ cô cho em hỏi với ạ. Vâng ạ. Như trường hợp mẹ em là có điều trị cao huyết áp với lại là những cơn đau thắt ngực đó cô, dạng như kiểu vậy đó. Nhưng mà gần đây là mẹ bị ở một bên mắt phải nó xuất huyết ra cái đỏ ở phía ngoài màng giác mạc của mắt á, thì cái đó là biến chứng của cao huyết áp hay là do bên tim mạch hả cô? Một bên hay hai bên chị? Dạ một bên ạ. Bà đã đi soi đáy mắt chưa? Dạ rồi mà bác sĩ nói là do bị cao huyết áp ạ. Vâng, đó chính là cái biến chứng thứ tư mình vừa mới chiếu lên là phù nề xuất huyết võng mạc đấy. Thì cái vùng phần phần đáy mắt đó, nó có một cái hệ thống mao mạch đi nuôi cái phần đáy mắt, mà cái hệ thống nó cực kỳ mảnh, nó mảnh lắm. Cái mao mạch nếu mà mình từng được đi soi đáy mắt một lần thì anh chị sẽ thấy các cái tia máu nó đi nuôi cái võng mạc nó mỏng manh, giống như từng một, nó rất là nhỏ. Khi mà nó nhỏ đến như vậy á, thì khi áp lực nó tăng lên một cái là những cái điểm đó rất dễ gây xuất huyết, và khi nó xuất huyết lên một cái điểm nhỏ có thể xuất huyết bên ngoài mà mình nhìn thấy là cái điểm máu tụ, nhưng có những cái nó xuất huyết phía trong mỏng mạc mà mình không nhìn thấy, mắt mình nhìn từ ngoài vô mình nhìn không thể thấy có một cái, nhưng mà bệnh nhân thì sẽ thấy rằng là tự nhiên mắt nó kém đi, nó mờ đi, không nhìn thấy, hoặc như nãy mình mới nói là nó có con rùa bay trước mắt này, nó có cái đốm đen đen nhỏ nhỏ
mà bệnh nhân nhìn thấy vào vật gì cái con đó nó cũng đi theo hết á. Người ta gọi là cái dấu hiệu là điểm ruồi bay trước mắt. Thì thực ra những trường hợp đó là nó có những cái điểm xuất huyết nhỏ từ phía sâu bên trong võng mạc rồi, thì nó mới có những cái điểm mà điểm mù màu đen, khi mà mình còn liếc con mắt mình đi đến đâu thì mình nhìn thấy cái điểm đó. Thì nó cũng là một cái biến chứng của cái việc mà huyết áp nó tăng cao mà không được kiểm soát. Rõ ràng là mình kiểm soát huyết áp chưa tốt, mình có uống thuốc, mình có điều trị, nhưng cái liều đó nó chưa đủ, nó chưa đủ để hạ, và nó có những cái biến chứng hoặc lâu lâu và quên mất một ngày. Đáng sợ nhất của cái tăng của cái điều trị cao huyết áp là bệnh nhân quên thuốc, nhưng cô vừa nói xong á, đa số các cái huyết hạ áp, cái thuốc mà hạ áp á, là chẹn canh canxi, tức là đè nó xuống, đè xuống. Khi mà đè huyết áp xuống, khi không có cái gì đè nó, huyết áp nó tăng vọt lên, nó tăng rất là bất thường lên á, thì cái sức bền lành mạnh nó sẽ bị tác động của cái huyết áp này, nó làm vỡ cái thành mạch ở những cái điểm nhỏ như vậy, ví dụ như thành như là võng mạc mắt ấy, thì nó xuất huyết. Có những trường hợp nặng lên nữa, nó xuất huyết ở những cái mạch máu to ở trong não bộ ấy, thì nó gây xuất huyết não. Thì mình rõ chưa ạ? Tức là mình cần kiểm tra thuốc, tức là không loại trừ, chưa có loại trừ là mẹ chị có bị suy tim hay không, bởi vì nó đã có những cái dấu hiệu của cái đau thắt ngực rồi. Muốn xác định nữa là mình có đã bị đến biến chứng của suy tim chưa thì lại phải đo thêm cái điện tim gắng sức nữa. Mà cứ 3 tháng đến 6 tháng là phải đi vào bệnh viện để điều chỉnh, bác sĩ người ta kiểm tra thuốc, điều chỉnh thuốc thường xuyên, chứ không phải cứ một lần ra toa là mình uống suốt được đâu. Mình phải điều chỉnh, bởi vì là cái cơ chế nó thay đổi, cái lúc này mình bác sĩ cho cái thuốc này như thế này, thời điểm này nó hạ được rồi, nhưng thêm vài năm nữa thì cái mức độ nó khác, cái liều đó nó không còn duy trì được huyết áp lý tưởng nữa, thì phải tăng liều hoặc là điều chỉnh thuốc để bám đi được, giảm bớt đi được những cái nguy cơ hậu quả của huyết áp cao huyết áp gây ra thôi. Dạ dạ em cảm ơn cô. Vâng. Còn ai hỏi gì đâu ạ? Dạ, nếu không hỏi gì thì mình sang tiếp phần tiếp theo là phần hạ áp ha. Đây là vậy thì những cái nguyên nhân nào mà nó làm giảm, làm mà cho nó ảnh hưởng đến cái áp lực lên thành mạch ấy, cái áp lực này nó giảm xuống thì huyết áp bệnh nhân hạ. Vậy thì khi nào được gọi là hạ huyết áp? Khi huyết áp tối đa dưới 90 ml thủy ngân và huyết áp tối thiểu dưới 60 ml thủy ngân thì được gọi là huyết áp tối thiểu. Và cái trường hợp mà hạ áp này này trong bệnh lý thì thường hay gặp trong các trường hợp bệnh nhân sốc trụy mạch. Sốc trụy mạch tức là cái khối lượng tuần hoàn nó tụt, nó giảm nhanh quá thì dẫn đến là hạ áp. Vậy thì có hai cái nguyên nhân dẫn đến hạ áp, một là giảm cung lượng tim do suy tim hoặc là do giảm khối lượng tuần hoàn. Rối loạn tuần hoàn nó chỉ giảm trong những trường hợp cấp, trong những trường hợp là bệnh nhân mất máu, bệnh nhân tiêu chảy cấp hoặc bệnh nhân bỏng, bỏng với diện tích rất là lớn, bỏng với diện tích khoảng 5/50% diện tích da thì cái giảm khối lượng tuần hoàn nó sẽ xảy ra rất là rõ rệt, bởi vì bệnh nhân sẽ bị thoát huyết tương ra qua những cái điểm bỏng. Cái nguyên nhân thứ hai gây hạ áp nữa là nó giảm cái sức cản ngoại vi do bệnh nhân thiếu máu nặng, do giãn mạch hệ thống, tức là gì? Mạch toàn bộ trong hệ thống trong cơ thể nó giãn ra, nó không co lại nữa giống như lúc trước nữa, thì nó dẫn đến cái áp lực nó giảm. Rồi và trên lâm sàng thì cái hạ áp thì nó ít gặp hơn so với lại tăng huyết áp. Đối với hạ áp mà do giảm khối lượng tuần hoàn thì cách tăng nhanh nhất đó là gì ạ? Là truyền dịch, truyền một cái khối lượng tuần hoàn vào để nâng cái huyết áp lên, nâng cái khối lượng tim lên. Cái khái niệm thứ ba mà mình gặp nữa là trụy mạch. Trụy mạch là gì? Là do giãn đột ngột cái hệ thống tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch, do những cái cơ chế bù trừ mà cơ thể nó không thích nghi được, dẫn đến cái quả tim co bóp rỗng. Thì cái khái niệm mà co bóp rỗng thì hôm trước, khi buổi hôm trước cô đã giải thích cái cơ chế của tim co bóp rỗng rồi. Nên là khi quả tim nó về, nó phải có một cái thời gian đổ đầy tâm thu này, thời gian đổ đầy tâm thất này, và thời gian co tâm thất, tống tâm máu đi. Nhưng mà tất cả những cái khoảng thời gian đó để cho máu nó về tim, là khi mà bóp đi thì nó đạt được một cái khối lượng tuần hoàn đẩy ra ngoài. Nhưng đằng này trong cả cái khoảng thời gian như thế, máu, lượng máu về tim cực kỳ ít hoặc là gần như là không có. Quả tim nó bóp nhưng không có đủ máu để nó tống lên ngoài. Thì người ta gọi là quả tim co bóp rỗng, bóp nhưng không có gì để đẩy đi hết ạ. Bởi vì thực chất bên trong nó không còn gì để đẩy cả. Thì dẫn đến huyết áp tụt một cách rất là thấp, thậm chí có những trường hợp là bệnh nhân không hề đo được. Thì cái hiện tượng trụy mạch này cũng có thể là do nguyên nhân tại tim hoặc các nguyên nhân tại mạch.
Và nguyên nhân tại tim kèm theo nguyên nhân tại mạch nữa thì người ta gọi là trụy tim mạch. Khi có trụy tim mạch trên lâm sàng phải xử trí cấp cứu rất là nhanh, kể cả điều dưỡng và bác sĩ phải thực hiện thao tác cực kỳ nhanh, chậm phút nào thì ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân phút đó. Cái khái niệm thứ ba là khái niệm về sốc. Sốc là một cái tình trạng rối loạn rất là sâu sắc về huyết động học, về chuyển hóa và đặc trưng bằng suy sụp những cái tuần hoàn và khiến cho các cái cơ quan ở phía ngoại vi nó không được nuôi dưỡng. Thì phân loại theo sốc thì nó có sốc phản vệ này, có sốc giảm thể tích này, sốc do đau này, và trong các loại sốc mà mình hay thấy trên lâm sàng đó là sốc phản vệ, sốc nhiễm trùng nữa. Thì có nhiều cái nhóm về phân loại sốc, thì hôm sau các anh chị sẽ được học tiếp cái bài, có nguyên một cái bài sốc và xử lý sốc phản vệ ở cái bên cấp cứu. Rồi cái huyết áp kẹp thì nãy mình có nói rồi. Tiếp cái trạng thái thứ nữa là trạng thái ngất. Ngất người ta được định nghĩa là một cái tình trạng mà nó đột ngột mất chi giác và thường phục hồi trong một thời gian rất là ngắn, tầm mười mấy giây, thậm chí là 1 đến là 2 phút thôi. Thì chủ yếu là nó do thiếu máu não một cách rất là đột ngột. Khi nó thiếu máu não đột ngột làm cho cái mất chi giác này, nhưng nó lại có trở lại liền như bệnh nhân tỉnh, thì nó chỉ gọi là ngất. Còn nếu như mà nó thiếu máu não trong một cái thời gian dài, ví dụ như là bệnh nhân xuất huyết hoặc nhồi máu á, thì bệnh nhân rơi luôn vào cái tình trạng hôn mê luôn. Thì cái hiện tượng ngất này thì chủ yếu là do tim hoặc các nguyên nhân là ngoài tim. Và khi mà một người bình thường thì sẽ không bao giờ có cái hiện tượng ngất này. Nếu như trên lâm sàng mà mình mà có ngất thì tốt nhất là nên đi kiểm tra sức khỏe xem cái dấu hiệu triệu chứng này nó từ đâu nó đưa tới, do tim mạch nó co bóp trống hoặc là do nó nghẽn một cái mạch nào đó trên mạch máu não, nó dẫn đến là cái chuyện dẫn lưu, nó đưa lưu lượng tuần hoàn lên trên đó nó kém, khi nó kém và nó mới dẫn đến cái hiện tượng là bệnh nhân ngất. Hoặc là những cái bệnh nhân mà sau cái phẫu thuật ấy, bệnh nhân mất một cái lượng máu rất là lớn, thay đổi tư thế đột ngột một cái, đang từ nằm dựng ngược lên một cái, máu nó đẩy lên não không kịp, thì cũng dễ dẫn đến trường hợp choáng và ngất, chỉ thoáng qua thôi. Thế ngay sau đó nó khi hồi tỉnh, nó nghĩ lại quả tim nó đẩy được máu lên rồi, nó lên được cái vị trí đó rồi thì bệnh nhân hồi tỉnh. Rồi mình còn có câu hỏi gì cho cái bài về rối loạn tuần hoàn nữa không ạ? Nếu không là mình sẽ sang bài tiếp là bài về hô hấp đấy ạ. Anh chị không hỏi gì đúng không ạ? Vâng, mình sang bài tiếp theo là bài sinh lý bệnh, đại cương các chức năng về hô hấp. Và mình nhắc lại về phần giải phẫu. Hệ hô hấp á,